Cuộc đời của người đến thế gian, có nhiều người ta giàu vô cùng luôn mà người ta không biết tu nhân tích đức gì cả. Đến chết một cái là như thế nào? Con cái sát sanh hại vật, rồi cúng kiến làm tùm lum. Như có một cái đám mà cái cô kia vô, cô nói như Đức nghe kìa. Cô nói rằng: "Trời ơi thầy ơi, con nhìn cái cảnh tình đúng là một kiếp người, thiệt tình mà nói thảm thương thiệt, quá thảm. Gia đình có bà mẹ chết, bà mẹ vừa chết cái mấy đứa con tập trung là lôi bà già ra tắm. Vừa chết xong lôi bà già ra tắm ha. Tắm xong rồi thì gia đình cũng biết niệm Phật, nó kêu tắm xong nó thay đồ xong hết trơn, nó kêu rồi nó niệm Phật đi. Tắm hết trơn nó lôi cái nó mằn thịt xong hết trơn, nó kêu mình mai lại. Vì coi á. Xong bắt đầu là chấp điếu. Nó đãi đàn người ta ăn thịt này kia đồ. Rồi bắt đầu chấp điếu được đâu gần 500 triệu. Gần 500 triệu bắt đầu là sao? Xong bắt đầu là chưa đem đi thiêu đi chôn gì hết trơn, bắt đầu anh em cự lộn với nhau giành tiền. Quý vị thấy cái này gọi là đám gì? Cái này gọi là đám tạo nghiệp nè. Vì cái tạo nghiệp quá nên cái đồng tiền đến gia đình là có quả tay, quý vị coi đúng không? Quý vị coi phải rõ ràng không? Có những gia đình mình nghèo, mình để ý đi, lúc mình nghèo vậy mà gia đình mình có khi bình yên dễ đó, mà tự nhiên cái phước nó đến mà nó không đúng mục tiêu á. Trong khi trong mạng có phước mà nó đến không đúng mục tiêu là nó trúng được 2-3 giấy số. Vì lạ tay nó vừa trúng 2-3 giấy số cái là gia đình thay đổi liền. Chồng của mình ngày xưa không biết ăn chơi gì, bây giờ tự nhiên nổi máu lên ăn chơi. Vợ ngày xưa không ăn diện gì chân, mới tự nhiên nổi máu lên ăn diện quá trời luôn. Rồi con mình mua cho nó chiếc xe, nó nghèo tự nhiên cái đùng cái nó giàu lên quý vị. Mua cho nó xe cổ, nó chạy nó đua xe, nó làm tùm lum tùm la. Còn vậy mà gia đình này chỉ có 2 năm sau thì gia đình này tan nát hết trơn luôn. Trong khi bao nhiêu năm nghèo mà gia đình vẫn còn tồn tại. Vậy mà chúng tấm giấy số, 2 giấy số. Vậy mà có 2-3 năm sau thì gia đình tan nát sạch nhấp trơn luôn. Có khi vợ chồng chia tay luôn. Đó là gì quý vị? Trong mạng có phước, nhưng đồng tiền mà nó đến không phải là tự nhiên, mà đồng tiền nó đến qua cái chiều hướng của là cờ bạc. Vậy thì cờ bạc là bát thằng bằng, mà đồng tiền nó xuyên qua chỗ đó để có đó nghe. Là đồng tiền quạ tay, mà đồng tiền dễ kiếm được, mà đồng tiền không có giáo dục thì sao? Đồng tiền thì chúng ta không giáo dục được, nhưng lòng người chúng ta phải được giáo dục. Khi lòng người được giáo dục thì giáo dục có chiều hướng của thiện tâm. Thiện tâm thì phải sử dụng đồng tiền đúng đắn. Còn bây giờ đồng tiền nó đến một cái in một cái, tự nhiên gia đình không có giáo dục gì thì dùng đồng tiền là tạo nghiệp tạo ác. Thì 2-3 năm sau tự nhiên gia đình tan nát. Cho quý vị biết nghe, có những gia đình trúng số mừng thì mừng như vậy đó, nhưng mà một thời gian coi chừng gia đình bị tiêu tan đó. Còn nếu như mà nghe đạo mà hiểu biết thì khi cái tiền trúng số này phải làm việc thiện, việc này việc kia một phần nào rất lớn. Rồi gia đình mình phải trang trải sao cho phù hợp vô cùng. Nếu không là có nhiều chuyện lu bu. Nên quý vị nghe đạo nhớ nè, trong cái thời cuộc này, thí dụ như mình làm cha làm mẹ thì mình không có nghĩ ngợi gì đến cái chuyện đối với con cái đâu quý vị. Nhưng xin thưa quý vị, con cái quý vị nó sẽ suy nghĩ với quý vị. Mình làm cha mẹ là mình nghĩ về con cái, nhưng lạ thay con mình nó suy nghĩ với mình. Quý vị nhớ nè, nếu như cuộc đời chúng ta nghe Phật Pháp mà tin sâu nhân quả hoàn toàn, dù quý vị gặp một sự cố gì trong cuộc đời này, quý vị cũng có thể không bao giờ bị hụt hẳn hết trơn, thì không sao đâu. Nhưng nếu như quý vị nghe Phật Pháp mà chưa tin sâu nhân quả ổn định nghe, nếu hoàn toàn quý vị đặt để vào con cái, coi chừng nó quay ngược dán cờ lại một phát thôi là quý vị đi ra đường mà không có một cắt luôn. Cho quý vị, con cái bây giờ nó chơi mình thiệt đó quý vị. Nó chơi mình sát dán luôn đó. Không phải là con nào cũng vậy, nhưng đa dạng con bây giờ nó chơi mình thiệt đó quý vị ơi. Nó thiệt đó chứ không có giỡn đâu. Ôi ơi, có một cái bà cụ kia kìa, bà sanh 4 đứa con. Bà cả đời bà làm cực khổ vô cùng, tạo nghiệp nhiều lắm mới có được một số tài sản. Như vậy mà quý vị biết rằng cái sự thừa kế để lại cho con đó, nó không rõ ràng. Đúng ra là bà là với 4 đứa con là 5 phần để chia ra, hai vợ chồng và 4 đứa con là thành 5 phần. Con là được một phần mà hai vợ chồng già chỉ được một phần. Hiểu không? Một phần thôi. Mà ông bà thật sự là muốn vô chùa tu, nhưng ông bà có một cái nghĩ như vậy mà quý vị nên bình tĩnh suy nghĩ, cái nghĩ này nó đúng hay không nghe. Ông bà có cái nghĩ rằng cả đời của ông bà là kiếm được tiền tạo sự nghiệp, nhưng mà ông bà tạo nghiệp quá nhiều khi có cái sự nghiệp này.
Bây giờ tuy là có được một số sự nghiệp này thì tính ra của cải tài sản thì gom lại nó khoảng 20 tỷ, 20 tỷ từ nhà cửa này kia, thì chia ra làm 5 phần. Ông bà muốn vô chùa tu gì, bây giờ tuổi già nương vào 4 đứa con thì không có đứa nào mà ông bà nương mà yên tâm cả. Vì nương vào con gái thì còn thằng rể, mà nương vào con trai thì còn con dâu, mà ông bà thấy mình không có bình yên để nương vào tuổi này, nên cuối cùng ông bà phải phân ra làm 5 phần. Và ông bà có được 1 phần là tuổi già mình có được một chút tiền. Còn nếu như mình đi vô chùa tu thì mình cũng phải như thế nào để mà mình tu nhân tích đức, tạo cái phước duyên. Ông bà muốn tạo cái phước vì cuộc đời ông bà tạo nghiệp quá nhiều vì cái sự nghiệp này. Nếu như bây giờ mà để lại cho hết 4 đứa con này mà 4 đứa con này nó không có biết tu hành gì cả, như vậy thì nghiệp càng chồng thêm nghiệp. Ông bà muốn có 1 phần để tu nhân tích đức và tuổi già nương vào ngôi tam bảo để mà sống. Đây là những đức nói rằng là người ta có củ cải, người ta có một ý niệm này không sai đâu nha quý vị. Thì bình tĩnh suy nghĩ đi nghe, không có sai đâu. Quý vị biết rằng nó không rõ ràng về giấy tờ như vậy mà con nó lật ngược 180 độ, nó nói thôi đi tu thì đi tu, nhưng củ cải thì đừng nói tới. Củ cải thì khỏi cần nói tới, đừng có nói 1 phần gì cả. Nếu bước ra khỏi nhà thì không có gì cả. Còn nếu như ở nhà thì của cải này cũng phải chia cho 4 đứa nó. 4 đứa nó chia nhau mà nuôi ông bà. Ghê chưa? Và quý vị biết rằng những đức thấy rất nhiều người già gặp những đức nói một câu rằng: thầy ơi, rõ ràng thầy ơi, thầy giảng rất rõ ràng luôn, con thì chưa bao giờ suy nghĩ con đối xử với con như vậy thầy à. Nhưng mà con không ngờ thì của cải con giao hết cho tụi nó. Khi chúng con muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, con xè tay xin nó thầy ơi thầy. Mà xin nó mà nó đành đọn, nó nói rằng già rồi tối ngày cứ tiền hoài, người ta làm cực muốn chết mà cứ tiền hoài. Thì chúng con nói rằng tiền này cũng cha mẹ để lại cho các con mà, thì cha mẹ càng xài cha mẹ, các con phải đưa cho cha mẹ chứ. Nó nói không có nói tiền của ai chứ, tiền trong tay tôi là tiền của tôi. Nó lặt kèo một phát luôn, không có cửa nói chuyện với nó luôn quý vị. Nên những đức nói với quý vị, bây giờ làm cha làm mẹ nghe, không phải là mình tính toán, nhưng trong cái cuộc đời này cái lòng người nó quá tệ rồi quý vị à. Con người nó tệ quá, càng ngày càng phát triển về nền kinh tế mà lòng người thì quá tệ. Quý vị bây giờ ngoài đời quý vị nhìn rất rõ ràng luôn, rất rõ ràng. Đừng có nói ngoài đời, xin thưa quý vị, cả trong chùa luôn nữa, cả thầy chùa cũng sát phạt với nhau luôn nữa. Nên Phật đã nói rằng là đấu tranh kiên cố trong cái cuộc đời này, rõ ràng mọi mặt đều đấu tranh, mà càng ngày thì lòng người càng tệ, cả người tu luôn cũng tệ, cả trong chùa cũng sát phạt và đấu đá, danh dự chùa chiền cũng có luôn, dù là đi tu cũng giành giật luôn nữa. Đây là những đức nói, những đức là người đi tu, những đức nói quý vị cứ tin đi. Với những đức là một con người rất thật, nói thẳng cho quý vị khỏi cần phải mất lòng tin với bất cứ một người nào. Lỡ quý vị gặp những trường hợp mà gặp những sự việc đó, khỏi cần mất lòng tin. Tại vì sao? Vì chúng ta ai cũng còn là kẻ phàm phu cả, dù cạo đầu xuất gia cũng không phải tứ đại giai không đâu, không có không đâu quý vị à, không, nó cũng tranh giành hơn thua. Nên từ nơi đó người làm cha làm mẹ làm thầy bây giờ cũng phải rõ ràng. Nếu như quý vị là người nhìn thấu buông xuống thì quý vị không cần thiết. Nếu như quý vị còn rõ ràng thì quý vị phải căng phải cho rõ ràng. Nếu như người làm cha làm mẹ bây giờ quý vị nghe như vậy rồi, giấy tờ làm luật sư rõ ràng, quy tắc luôn, mày chỉ muốn đụng với tao là mày không có cửa đâu. Tại vì sao? Giấy tờ tao rất rõ ràng về mặt chính quyền, về luật sư, tòa án rõ ràng hết rồi. Phân là giờ đó, tao kia chia ra là phải chia tài sản rõ ràng, phải làm như vậy. Quý vị coi khổ không quý vị? Cả đời chúng ta tạo ra một của cải, một sự nghiệp, cuối cùng cuộc đời chúng ta chia cho con mà ta phải còn tính toán. Như vậy thì cuộc đời này rõ ràng, càng đơn giản càng tự tại, giảng sanh, đúng không? Đó, nhiều người trẻ bây giờ chúng ta lao theo cái dòng sống cuộc đời này. Những đức đã từng nhắc quý vị rất nhiều lần, bây giờ không cần phải gây dựng sự nghiệp lớn quá. Không phải là chúng ta hướng đến tiêu cực, nhưng chúng ta chỉ cần có phước thì chúng ta không thiếu đâu quý vị à. Đừng bao giờ lao theo cái sự nghiệp lớn lao tạo ra, có chuyện quý vị tạo ra sự nghiệp sau này quý vị vướng đó. Rồi quý vị chịu nổi cái cảnh mà con quý vị nó đấu đá với nhau vì một căn nhà không? Những đức nói quý vị mà không rõ ràng, một căn nhà này 10 tỷ 20 tỷ mà 2-3 đứa con nó nằm trong cái căn nhà này mà nó chưa chia rõ ràng đó nghe, có chuyện sau này con quý vị nó chém nhau đó. Có khi con ruột mình nó chưa chém nhưng mà đứa con dâu và thằng con rể kia đó, à, cho quý vị biết đó, phía sau nó chích một phát là chơi nhau đó. Nếu như quý vị làm người làm cha làm mẹ lúc còn sống,
lúc mình đang khỏe giải quyết cho rõ ràng luôn. Cái gì phân phần rõ ràng, đừng bao giờ để sự việc xảy ra như vậy. Còn người xuất gia thì mình làm thầy, làm chú trì phải phân biệt rõ ràng từ lúc khi mình còn sống. Đừng đợi khi ngáp ngáp mà đưa ra giấy, có chừng nó chơi thiệt đó quý vị. Những đức nói trước cho quý vị nghe rằng những đức rất là có cái tâm nuôi người già quý vị, rất là có cái tâm nuôi người già. Nếu như một ngày nào quý vị thấy những đức không ở chùa nuôi người già này nữa, có nghĩa là có vấn đề rất kỳ cục ở trong chùa, những đức mới không ở đây nữa, hiểu không? Những đức đã từng nói một câu rằng cuộc đời những đức, nếu quý vị cho những đức làm thiện thì những đức có cực cỡ nào những đức cũng sẽ ở đây. Còn nếu như quý vị ngăn chặn con đường làm thiện của những đức mà ở đây nhiều chùa cao Phật lớn đi giữ không, quý vị có nài nỉ những đức, quý vị cho vàng những đức cũng không ở ngôi chùa cao Phật lớn mà như vậy, 100% luôn, không bao giờ ở như vậy đâu. Thật sự mà nói, dù có lớn lao cỡ nào của một căn phòng nho nhỏ, bữa đó những đức nói chuyện có một đoạn trên Facebook rõ ràng luôn đó, quý vị coi căn phòng rõ ràng một cái chỗ ở những đức đó, một cái chỗ ở nhỏ như vậy mà nó làm bao nhiêu việc như vậy, một cái phòng vậy đó, thì ham cái gì, ham cái gì trong cái cuộc đời này? Còn tiền bạc có được thì lo cho chúng, nuôi chúng, rồi lo cho mọi người làm việc. Quý vị bây giờ nó rõ ra, bây giờ cũng nhiều người cúng dường những đức lắm. Bây giờ những đức phải tính làm sao những đức làm những cái việc cho lợi ích cho người ta. Giới Quan Âm sắp đến, những đức đang đặt 10.000 tượng Phật Di Đà Bồ Tát mà phải đặt rất nhiều chỗ mà không biết ta làm được hay không. Tại vì người ta làm kịp hay không nè. Tại vì những đức nói bây giờ những đức phải đem bốn môn tịnh độ này cấm từng nhà. Vì những đức tin chắc rằng cái chỗ in này nè, một ngày nào thế nào cũng có vấn đề. Nói trước cho vị nghe, nó nổi bật quá rồi nó phải có vấn đề thôi. Không nói vòng vo chứ. Nên từ nơi đó bây giờ quý vị coi, một ở vị trí này thôi mà hiện tại những đức qua lại 4 điểm đầu tràng, quý vị nghĩ cỡ nào không? Mà bây giờ cái lượng người mà người ta về chùa mình cực kỳ đông, và người già mà xin về đây ở thì cực kỳ nhiều. Mà trong khi những đức là người muốn nuôi người già, quý vị biết rằng khi những đức lo cho một người già xong, những đức cảm thấy mừng lắm. Tại vì một người già đã ra đi, được hộ niệm, được đưa đi lên đài quả táng, làm theo cái nghi thức của Phật giáo rõ ràng, mình mừng giùm cho một cụ già đó. Khi những đức nói chuyện, quý vị có đau chân thì cứ thẳng chân đi ha, không sao đâu. Nên á, mình lo cho một cụ được, mình rất là mừng giùm cho bà cụ già này quý vị à. Nhưng mà trong chùa mà mắc nhiều quá, có những người người ta cũng không dám tin nổi quý vị. Nếu như những đức hoàn toàn là quyết định thì những đức việc này không có vấn đề. Tại vì tuổi già là phải chết, như chúng ta già phải chết thôi. Bây giờ nuôi người già nhiều như vậy mà không chết thì không được. Quý vị coi á, như bị hởm tới giờ là 4-5 đám liên tục. Như bữa kia vừa đưa bà cụ bên Đại Tùng Lâm, bên bệnh đó là 87 tuổi rồi còn gì. Đâu phải là chết trẻ đâu mà sợ. 87 tuổi rồi quý vị chết được chưa? Tám bảy tuổi thì chết được chưa? Mà còn cô chưa chịu chết, hiểu không? 87 tuổi thì chết được rồi. Thì bà cụ ở ngoài đạo tràng Bảo Tháp Thiên Phật, những đức qua hỏi bà cụ, bà cụ có niệm Phật được không? Mà bà cụ nói niệm Phật được, và nằm trong cái phòng các cụ yếu đang niệm Phật. Thì bà đang niệm Phật vậy đó, thằng con trai nói bây giờ con muốn đưa mẹ đi bệnh viện. Bà nói không, mẹ quyết tâm mẹ niệm Phật. Bởi vì mấy bà già dưới đức rèn là quý vị thấy mà chắc múp luôn, con cái đưa đi không đi là không quyết định niệm Phật thôi. Rèn đến mức đó được như vậy là không dễ đâu quý vị biết. Nghĩa là những đức là gần gũi suốt luôn. Buổi sáng mà ăn cơm là ăn cơm trước, lúc nào cũng chạy qua khu yếu. Vì những đức biết cái khu yếu là cái khu mà thường mà ưa chết, nên ngày nào những đức cũng qua nói cực lạc hay vậy, cực lạc đẹp vậy đó, đi về nghe Phật rước, đi về nghe. Như hồi sáng những đức ăn cơm xong, những đức qua khu yếu, cái những đức nói bây giờ ví dụ như những đức là Phật A Di Đà nghe, những đức đang cầm cái quạt nè. Bây giờ thế giới cực lạc đẹp như vậy, Phật A Di Đà bước xuống, cái quạt là cái đài sen nghe, những đức đưa đài sen ra, mấy bà cụ nào bước lên, mấy bà cụ đưa tay, tôi bước lên, con bước lên. Thấy không? Đó. Tập cho các cụ như vậy, tập cho như vậy để cho các cụ quen. Để cho các cụ quen khi Phật A Di Đà đến, các cụ đi theo Phật A Di Đà, hiểu không? Mình tập vậy nó làm hoài, tập hoài cho mấy bà cụ có quen. Tại vì bà đi tu trễ mà tuổi già như nít vậy đó.
Thì biết rằng có một bà cụ già như đất nuôi kia, y ran con nít luôn, mà 2 giờ là bả thay đổi tắc thường nhất, 12 giờ khuya và 12 giờ trưa. Bà quậy cực kỳ quậy luôn, đó gọi là gì? Giống như giờ quan gia xuất hiện điều chỉnh mà gì đó. Còn lúc bình thường giờ khác y ran con nít vậy đó. Trời, quý vị mà nuôi người già đi, trong cái cuộc đời này quý vị sẽ không ham đâu. Những đức nói thiệt chứ quý vị biết, như tuổi những đức và quý vị nhìn những đức cũng đâu đến nỗi già. Đúng không? Hiểu không? Những đức già gì đâu. Quý coi nè, ta răng điều răng nè sao già được. Nhìn người ta đâu có già đâu, nhưng mà những đức nuôi các cụ già, những đức nhìn rõ ràng về cái vô thường luôn. Đối với những đức về một cái chết, những đức không có cảm giác gì mà nói gì sợ hãi cho quý vị. Vì sao? Vì những đức thấy cái cuộc đời này, nếu ở thế gian này phải làm việc tốt, còn không làm việc tốt được ở thế gian này làm chi? Ở thế gian này làm gì? Có nghĩa lý gì không? Đi về cực lạc càng sớm càng tốt, rồi thường nguyện trở lại thôi. Nên chết lúc nào cũng được, không có sao cả. Đủ duyên thì làm được gì là mừng rồi. Thì bà cụ kia thì ở ngoài bảo tháp niệm Phật cho bà, đưa bà đi. Rồi thì bữa trước gặp bà, bữa sau lại bà đi, nhẹ nhàng đi luôn, tăng hộ niệm cho bà đàng hoàng. 24 tiếng xong hết trơn. Cái bắt đầu là những đức vừa làm lễ, thì vừa làm lễ ngay chăng chỗ cái vãng sanh đường, ngay chăng chỗ đạo tràng ở bên Đại Tùng Lâm. Thì bà từ bảo tháp đưa qua đó, khi hộ niệm 24 tiếng xong rồi chuyển qua bên cái chỗ mà phòng hộ niệm lớn của mình, để mà ở bên đó làm cái lễ cho bà. Thì đưa bà lên đài bỏ tán, thì ở trong những đức vừa làm lễ xong, ở chân phóng sanh xong, chân những đức vừa ginh bà ra, vừa ginh bà ra để lên xe, thì ở trong cái ông già 79 tuổi đi. Vừa xong thì ông già 79 tuổi cũng đi. Mà vừa để quan tài lên xe thì ông già trong 79 tuổi đi. Mà cái bà cụ kia thì mắt là ở ngoài kia đạo tràng Thiên Phật Bảo Tháp, còn cái ông chủ cụ 79 là ở trong đây, phòng hộ niệm ở trong đây, thì cũng đang hộ niệm ổng. Quý vị biết rằng nghe, mình hộ niệm cho bao nhiêu con người mình nhìn rõ ràng luôn. Ông cụ này thì tính ổng rất săn hẳn, ổng rất là khó tính, ổng cộng tính vô cùng. Tuy ổng ở trong chùa ổng tu ổng niệm Phật là kết được cái duyên, nhưng cái tập khí của ổng nó quá nặng quý vị. Con người ổng khó tính mà đến nỗi mặt ổng đen thui, môi ổng đen thui. Mà thường là con người săn hẳn khó tính á, con người người ta nhìn cái sắc diện người ta nó xấu, nó rõ ràng, và nó hư bên trong chứ à. Tim gan phèo phổi nó hư chứ, do mình nóng tính nó đốt sạch hết chứ quý vị. Quý vị để ý khi con người mình mà săn hẳn nóng lên, cái vị soi gương coi, sắc diện nó xấu lắm, hiểu không? Nên từ nơi đó mà ông săn hẳn mỗi ngày, sắc diện ông nó xấu lắm quý vị. Thì khi ông mắc đi, thoại tướng ông xấu, ông này xấu nha, thoại tướng ông này xấu. Nó có nghĩa là nói không nghe thì phải chịu thôi, thoại tướng ông xấu. Một con người săn hẳn như vậy, khi hộ niệm xong thì thoại tướng cũng hơi mềm mại, nhưng mà miệng hả mắt mở. Mấy thầy bệnh tắm xong rồi vuốt mắt ổng, cái tự nhiên mắt ổng nó búp ngay trọng mắt, búp ghê không. Cái tâm săn hẳn mà nó dội quả đến mức mà không tưởng tượng được, cái người nó nóng giận săn hẳn mà khi mình gần chết tức tối quý vị, ghê chưa. Khi tức tối thì quý vị cứ nghĩ đi, nếu như bà cụ Sáu này bà đi tự tại Phật rước bà thì sao? A Di Đà Phật, bà thấy Phật à. Hôm qua người ta 24 tiếng xong ta tắm mà bà vẫn mỉm cười luôn, nhắm mắt gì là an tường đúng không? Còn nếu như quý vị gặp một cảnh giới gì xấu, cực kỳ xấu đúng không? Thí dụ như bình thường mình đang sống, nhưng mà mình gặp một con người nào cầm dao hay là mặt mày thấy ghê đến mà chém chém mình đi, thì mình đúng không? Thì cái lúc mà cái người chết kia đó, cái người gần chết kia mà gặp cảnh giới của ngu đầu mã diện, đầu châu mặt ngựa đến á, thì họ sợ, trong cái cảnh giới đó họ thấy thì họ mới sợ. Thì sợ thì cái tai họ mới gì? Miệng, mắt, đúng không? Thì chết xấu nó mới hiện cái tướng như vậy. Thì vị biết rằng khi mà nó tức tối như vậy, nó hiện cái tướng như vậy, là cái tướng đó là cái tướng của địa ngục. Mà cái người mà được hộ niệm á, thí dụ như bây giờ cái người này họ săn hẳn, họ ác, họ chết đi, họ đọa 18 tầng địa ngục. Nhưng cái người mà được niệm Phật á, quý vị có coi cái câu chuyện mà niệm Phật thành Phật á, mà hai vợ chồng mà sát sanh á, mà biết niệm Phật, sát sanh nhưng biết niệm Phật, rồi đứa con biết niệm Phật. Vậy mà khi đọa trong địa ngục, vậy mà liện vào chảo dầu, nó như là liện vô nước vậy đó. Còn ôm cột đồng nó không có chút nóng gì chứ ha. Vậy thấy cái công đức niệm Phật kinh hồn chưa, quý vị thấy không tưởng tượng được chưa. Như vậy thì cái người mà như vậy mà được hộ niệm á,
Thì thí dụ như người ta đọa 18 tầng địa ngục, nhưng mà cái người được niệm Phật đọa 4-5 tầng thì nó đỡ mười mấy tầng thí dụ đi. Thì quý vị biết quý vị giúp cho người ta cỡ nào chưa? Mà cái người niệm Phật bị đọa vẫn không khổ như cái người không niệm Phật. À, không khổ như cái người không niệm Phật. Còn thí dụ như cái người mà niệm Phật mà có đọa làm súc sanh thì cũng là loài súc sanh có phước, súc sanh ở trong chùa. Nói vị coi nè, chùa mình có một con chó Quan Hỷ. Quý vị biết rằng đó nghe, hai con chó kia là thường cũng lên chánh điện nó theo mấy cô. Còn con chó Quan Hỷ này nó cũng là chó cái. Nó vô đây á, quý vị biết rằng là nó ở đâu? Ở trên chánh điện. Còn nếu lúc nào mấy cô chở đi chơi thì nó rất thích đi chơi. Nhưng không chở đi chơi là lên chánh điện, mà ngồi ở đâu quý vị biết không? Ngồi ngay cái thùng Tam Bảo. Ai đến bỏ tiền vào thùng Tam Bảo thì nó không sủa. Nhưng ai chỉ cần đến đụng cái thùng Tam Bảo mà muốn ginh đi là nó sủa, nó la sùm hết chứ, không cho. Thì những đức mới nói rằng chắc là mày sư cô tu hành mà chấp chùa, chấp tiền trong chùa. Mày chết mày làm chó mày giữ lại cái thùng Tam Bảo 100% luôn, có đó quý vị, không phải không có đâu. Nó giữ ngay cái thùng Tam Bảo. Nó những đức thử rõ ràng. Những đức đến, những đức là bộ đẩy cái thùng Tam Bảo một cái. Wow, wow, wow. Những đức nói: tao trong đây tao muốn lấy tiền nào tao lấy, mày sủa gì? Mày không có quyền nữa đâu. Wow, wow. Nó còn gán gượng thêm mấy cái nữa, bị coi thấy ghê không? Thì quý vị biết, nhìn là biết rõ ràng cái nghiệp quả đời trước của chừng xuất gia ở trong chùa mà dính tiền bạc trong chùa, dính thùng Tam Bảo. Bây giờ nằm suốt ngay cái thùng Tam Bảo mà canh thùng Tam Bảo luôn. Quý vị coi cái có cái câu chuyện trong thời Đức Phật rõ ràng không? Cái bà nhà giàu cuối cùng bà chôn tiền ở dưới sàn nhà bà đó. Mà như vậy mà khi bà chết bà làm chó ở trong nhà đó luôn. Mà con chó nó giữ nhà kỹ vô cùng, mà luôn luôn nằm ngay cái giường đó. Khi Đức Phật đến hóa độ thì nói rằng với cái ông mà gia đình giàu đó, mẹ ông chết đi đọa làm con chó trong nhà ông đó. Ông không tin. Thì Phật nói rằng ông về nhà ông đào ở dưới ngay chân cái sàn nhà của mẹ ông, ngay cái giường nằm, mà con chó thường nằm ngay chỗ đó luôn. Ông đào ngay chỗ đó coi đúng rõ ràng là mẹ ông chôn vàng đó. Khi mẹ ông chết đi là mẹ ông đầu thai làm con chó và nằm ngay chỗ đó để giữ của luôn đó. Ông về ông đào đi. Thì Đức Phật chỉ điểm như vậy, ông về ông đào lên rõ ràng ở dưới, vàng bạc chôn rất là nhiều, con chó nằm suốt chỗ đó luôn. Thì ông mới tin rằng đúng là mẹ ông chết đi đầu thai làm súc sanh, giữ nhà tiếp tục. Thì quý vị biết rằng trong cái định luật nhân quả trong cái cõi đời này nó đáng sợ lắm. Chứ nó không phải như con người bình thường nói rằng chết là hết đâu quý vị. Chết rồi nó còn tính trong cái việc cuộc đời quý vị đã từng tạo cái nghiệp gì và tâm thức gì mạnh nhất để nó đẩy quý vị đi vào cái cảnh giới khổ đó. Nghe như vậy rồi mỗi một con người chúng ta cố gắng tu không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Bây giờ chồng không tu thì mình tu, vợ không tu thì mình tu, con không tu thì mình tu. Mình khuyên người ta không tu, mình tu. Kệ người ta không tu, mình tu. Tại vì sao? Mình tu được thì mình mới giúp người ta được. Mình tu không được, làm sao mình giúp người ta? Bây giờ mình chưa có đủ lực kéo người ta thì mình đừng có gượng. Mình gượng nó hao sức mà nó không được cái gì. Mình kéo người ta không được thì mình lo gầy dựng sức đi. Khi người ta cần mình kéo thì mình đủ lực kéo. Đúng không? Chúng ta không có bỏ rơi họ, nhưng mà chúng ta phải gầy dựng. Phải gầy dựng. Nó quý vị coi một người trong chùa, một người già bình thường thôi đó mà niệm Phật an tường đi vậy đó. Nên cái máy niệm Phật nhỏ này nó hay lắm này cho quý vị biết đó. Bữa nay nó về mấy ngàn cái đó, rồi máy B52 về đó. Chúng ta đi về chùa có dịp chúng ta đặt, chúng ta tặng cho bà con mình, cho dòng họ mình cái máy nghe Pháp á. Không biết tu thì nghe cái máy nghe Pháp B52. Người biết tu rồi, biết niệm Phật rồi, lúc nào cũng đeo cái máy niệm Phật này. Và một ngày chúng ta nghe hai buổi giảng, những đức ngày nào cũng giảng một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Quý vị ở đâu đi chăng nữa, nếu quý vị mà chịu nghe hai bài này là tu tịnh độ không bỏ cuộc. Chắc chắn quý vị luôn. Vì sao? Vì nó cô động quá. Vì nghe lời Ấn Tổ dạy nè, nghe Ấn Tổ dạy mà vì coi cái văn tự nó gần gũi nè. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để bỏ trần lao, quay về giác, phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp này lại càng thăng thiết. Vì người tại gia thăng trong lưới trần, công việc đa đoan. Đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền, tụng kinh trong tịnh thất, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức, chỉ có mình pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Đúng không?
Phải không quý vị? Rõ ràng chưa? Cái pháp niệm Phật này nó rất thuận tiện. Những đức nói với quý vị nghe, cả người xuất gia bây giờ mà nói trong tịnh thất, mà nói tham thiền tụng kinh bây giờ cũng không làm nổi luôn. Thử đi, làm được không? Phật đã chỉ điểm trong thời mạt pháp này, niệm Phật thành tựu mà. Mà cái pháp niệm Phật này là nó áp dụng trong cuộc sống luôn. Quý vị biết nó áp dụng trong cuộc sống. Ví dụ như những bà già lão ngồi trên võng đồ này kia, ở nhà giữ con giữ cháu, mà giữ nha nhà đồ đó, lau nhà đồ, tối ngày làm việc luôn xung quanh nhà hoài đó, mà lúc buồn nhớ con nhớ cháu ngồi trên võng đầu đưa đó, bây giờ nghe pháp rồi, biết niệm Phật rồi, ngồi trên võng, nằm trong võng, hay quét nhà, lau nhà, nấu cơm, cứ là sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ làm việc gì cũng A Di Đà Phật đi, đừng có bực bội, đừng có giận trách chi, cứ niệm Phật đi là có kết quả liền. Mà cái pháp niệm Phật này nó hay cực kỳ hay. Trong tất cả các công việc quý vị đều có thể niệm Phật được. Rồi cái máy niệm Phật này bị đeo thì nó nhắc bị suốt luôn, không niệm nó cũng nghe nữa. Không niệm nó cũng nghe mà. Một cái lợi ích này không tưởng tượng được. Vì coi bao nhiêu việc trong chùa này những đức giải quyết luôn, mà tâm trạng những đức chẳng có cái đủ cái lực sức để mà những đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, là quý vị biết rằng là nó tích tụ năng lượng cỡ nào chưa, là nhờ niệm Phật mà ra. Hồi sáng chia sẻ Phật pháp 2 buổi bỏ lên mạng rồi đó, bây giờ này lên qua chia sẻ Phật pháp nó phải đủ cái sức, rồi thêm nó phải có cái vốn để nói chuyện hừng hực, chứ giờ này mà nghe mà không hừng hực là ngủ gục. Vậy mà có một bà hay bà còn hí hí. Đừng có nói chuyện giỡn, nói ầm ầm như vậy đó mà chúng ta ngồi có khi mà. Chứ đừng có chuyện đùa, thấy không? Nói là ngay luôn đó, vậy mà còn cái kiểu mà thà nó ngủ thì nó được ngủ, cái kiểu mà nó buồn ngủ mà không cho nó ngủ, nó khổ ác đạn, cái kiểu mà nó muốn mà. Không có còn nghe nổi nữa, vì biết rằng nó buồn ngủ quá sao nghe. Nó buồn ngủ là con mắt mình nó nhắm lại là tâm thức nó đóng hoàn toàn rồi, nó nghe không được, nó buồn ngủ mà. Có nhiều cô mà ở đây nhà đức nhìn xuống có 1-2 cô mà cái giờ này á, chắc hồi tối chắc là ngủ không được hay sao giờ này. Thì coi thấy chưa, nó không đơn giản đâu. Nó nên cái người mà ngủ gục phải lợi phía trước này ngồi nè, không dám ngủ mà nó ngủ một chút nó cũng thức nữa, vì sao? Thì nó ngay cái mặt tiền, ngay mặt tiền nó cũng đỡ lắm quý vị, hiểu không? Ngay mặt tiền nó có cơ hội được lợi ích lắm á, chứ không giỡn đâu. Thí dụ như có định lực nghe thì mình tu đồ nghe ngon lành thì mình ngồi ở đâu cũng được, đúng không? Nhưng mà thật sự mà nói chúng ta yếu lắm. Nên ngài Tinh Văn ngài nói nghe pháp biết chọn chỗ ngồi nghe, đọc sách biết chọn chỗ ánh sáng mà đọc, ngồi ăn uống biết chỗ ngồi lựa chỗ ngồi ăn đàng hoàng. Cái đó là cái khéo léo và thông minh. Thí dụ như bây giờ đi mình ngồi ngay cái mặt tiền nó quết ầm 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 mình cũng đỡ lắm chứ, thấy không? Thật sự mà nói, tuy là Phật phóng quang là bình đẳng, nhưng mà cái nơi nào nhiều người niệm Phật, cái nơi nào có quay lực mạnh vẫn là phóng quang mạnh, quang minh vẫn bao trùm và áp dụng được cái chỗ đó cao độ hơn, hiểu không? Thí dụ như bây giờ nguyên đất nước chúng ta mà chúng ta chọn những cái trung tâm thành phố rồi đi, thì người ta vẫn là phồn hoa hơn chứ, hiểu không? Nếu như quý vị tự nhiên đi ra ngoài những cái nơi mà gọi là xa xa, hoặc là cái nơi mà biên địa thì sống thì te tua, đừng có nói chuyện giỡn, ra biên địa sống là te tua, hiểu không? Chúng ta được sống ngay trung tâm thành phố đồ, hoặc là cái nơi có trí thức đồ này kia thì ngon, đúng không? Còn nếu như bây giờ mình sống gần người cờ bạc rượu chè bê tha, giết lâu ngày bị dính luôn thì nó chuyện giỡn hả? Nên từ nơi đó chúng ta phải có được cơ hội để mà tu hành được và nghe pháp được. Đi tu làm sao mà càng tu thì càng có tín tâm với Phật pháp. Nhớ nè, mình là người nghe đạo chánh tín nha quý vị. Gặp những dạng người này là chánh xa. Dạng người thứ nhất là coi bói, coi tướng, coi những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, nói những chuyện giàu, nghèo, nói những chuyện này, chuyện kia để tôi giúp cho nào là cái tai nạn đó, tháng đó, tháng đó gì rồi được rồi, để tôi giúp cho, tôi chỉ cách này cúng cho xong, giải quyết cho xong, sau hạn tôi giải quyết cho xong. Nghe chỗ này rồi người chánh tín tu hành chánh xa liền, khéo léo tự rút binh, vì biết rằng việc này không phải việc của con người làm được, việc này cũng là việc cũng không phải Phật làm luôn. Vì sao? Phật chỉ dạy con người đoạn ác tu thiện để chuyển xây những nghiệp quả, chứ Phật không có nói rằng ta giúp con, mà Phật
chỉ còn. Thấy không? Phật chỉ mình, nhưng mà người này nói rằng người này làm giùm cho mình, làm giùm cho mình thì là sai, là hạng người này tự chúng ta tránh xa ra. Rồi hạng người thứ hai mà quý vị là người học Phật chánh tín thì phải tránh xa, là khi quý vị gặp những người chơi bùa ngải, gặp những người luyện thiên linh, gặp những người làm những việc mà nhập xác, thì quý vị tự khéo léo tránh xa ra. Vì việc này không phải là việc của Phật dạy. Trong thời của Phật còn tại thế, không cho cái việc đệ tử phát triển thần thông, không có làm những cái việc mờ mờ ảo ảo để mà dẫn dắt người ta, mà Phật luôn luôn là lấy cái chuyện thuyết pháp chỉ dẫn làm chính. Hiểu không? Mình phải nghe Phật. Tại vì sao Đức Phật nói rằng là lấy giáo dục làm chính để dạy nhân quả? Nên Phật quy gom lại tất cả nhân sinh vào một câu rất gọn là tinh sâu nhân quả. Đó, Đức Phật quy gom vào chỗ này gọi là tinh sâu nhân quả. Thì mình hãy tin đi, những cái gì quả báo đến với mình đều do nhân mình tạo. Bây giờ mình phải gây dựng cái nhân thiện để tu thiện lại, thì tự nhiên cái nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, nghiệp nhẹ biến mất luôn, thì mình tu thì chuyển. Còn nếu như mà gặp những cái thành phần nào là chơi bùa ngải này kia, hoặc là có cái sự mà điều chỉnh dẫn dắt người ta cái này kia, hoặc là nhập xác vào nói rằng là tôi như vậy là người đó như vậy, là ở trên đâu ở đâu xuống, nhập vào bây giờ tôi nói như vậy phải nghe theo, không tin được. Gọi là đối với quỷ thần chúng ta cung kính, nhưng không học. Chúng ta là người học Phật, hướng đến chánh tín mà học. Đây là những đức nói rất rõ ràng, quý vị nghe không nói ai hết. Chúng ta dẫn dắt cái người đang nghe ta, ta nói rõ ràng. Còn thí dụ như ngoại đạo, người ta đang nói cho người đang nghe người ta, thì người đó có duyên với người ta nói cho nghe. Còn tôi, những người nào nghe tôi nói cho nghe, thì quý vị có quyền nghe tôi, quý vị không có quyền nghe không sao. Thì quý vị cứ đi con đường nào thì của quý vị, không sao cả. Đúng không quý vị? Rất là rõ ràng, việc ai nấy lo, việc ai nấy giải quyết. Nhưng mà mình nói rất là rõ ràng để mình phân tách cho người ta nghe. Đó là hai dạng mà chúng ta nên tránh xa ra, đừng nên thân cận. Chúng ta nên thân cận cái người chánh tín, thân cận cái người dạy nhân quả, thân cận cái người dạy mình giáo dục đàng hoàng, đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống. Trong cuộc đời mình gặp những sự khổ đau trong cuộc đời, chúng ta chấp nhận trả món nợ đời này, là trả qua báo, chánh quả báo tam đồ. Đã là quả báo đến, thì quý vị có coi qua câu chuyện mà Tôn giả Mục Kiền Liên bị ngoại đạo giết không? Tôn giả Mục Kiền Liên là thằng thông đệ nhất, làm sao ngoại đạo có thể giết được Tôn giả Mục Kiền Liên? Mà tại sao Tôn giả Mục Kiền Liên bị giết? Vì Tôn giả Mục Kiền Liên ngài nói thôi trả cho xong phức cho rồi, thiếu nợ thì phải trả, trả phức cho rồi. Nên ngài ngồi đó để cho ngoại đạo chặt đầu hay là mổ bụng hay chặt tay chặt chân, cứ chặt đi, cứ làm sao làm đi. Rồi ngài nhập niết bàn, bậc A-la-hán thằng thông đệ nhất mà còn phải vui trả nợ kìa. Quý vị coi lịch sử đệ tử Đức Phật có rất nhiều người giỏi vô cùng, nhưng gặp kiếp nạn đến phải vui trả cho xong. Vậy thì chúng ta là người học Phật, chúng ta cũng phải là gặp nạn tai, chúng ta phải vui trả cho xong. Nhưng trong cái vui trả, chúng ta phải có một cái pháp tu để cầu giải thoát. Mà cái pháp tu gì trong cái lúc vui trả nợ mà cầu giải thoát được? Đó là pháp môn tịnh độ. Không môn tịnh độ. Nên từ nơi đó hai hạng người như Đức nêu lên, quý vị nên tránh xa. Rồi thí dụ như mình đi tu học, mình gặp những bạn bè nào là nói về cái này cái kia, nào là mượn tiền mượn bạc này kia, chúng ta không bàn đến chuyện này. Đi đến chùa chiền không nên bạn bè mà bàn đến chuyện này. Còn nếu như bạn thân mình thấy người ta khổ quá, giúp được thì mình giúp, nhưng đừng bao giờ rê ra về cái chuyện tiền bạc vật chất. Vì tiền bạc dính vào rất dễ sức mẻ tình cảm. Nên chúng ta cái gì thăng là thăng, nhưng tiền bạc là rõ ràng, đừng để mất tình cảm. Còn nếu như giúp được thì đừng nghĩ bạn trả. Nếu bạn không trả không sao, bạn trả thì cũng tốt, không trả cũng tốt. Vì tôi giúp bạn là tôi giúp, giúp rồi thì thôi, không có suy nghĩ cái chuyện khác thì được. Cái chuyện này dưới khả năng bị làm thì được. Còn nếu như rề ra mà nói về tiền bạc thì dù là đi tu nhưng tuyệt đối chúng ta không dính dáng cái chuyện này. Cái gì ra cái nấy, tu là lo tu, hiểu không? Còn đi về chùa tu như vậy, quý vị muốn cúng dường cái gì, phóng sanh hay là cúng dường cái gì, bỏ thùng tam bảo. Đặc biệt nhất bỏ thùng tam bảo, đừng đưa cho bất cứ một người nào.
cả những đức luôn cũng đừng nên đưa, cũng không sao. Quý vị cúng dường tam bảo thì cũng như là cúng dường đưa cho những đức rồi. Tam bảo tại những đức ở đây là giải quyết vấn đề, còn thùng tam bảo ở đây đưa cho hòa thượng xây dựng thì những đức dư tiền ra cũng đưa cho hòa thượng xây dựng thôi. Từ nơi đó có ít đưa ít, có nhiều đưa nhiều, không có khỏi đưa. Từ nơi đó mà rất là an vui và tự tại, quý vị muốn cúng dường bỏ thùng tam bảo, tuyệt đối đừng đưa cho bất cứ người nào thì không dính ai cả. Những điều những đức hướng dẫn quý vị đi tu thì ở đâu quý vị tu, quý vị cũng sẽ bình yên tu. Những đức cho quý vị biết rằng đi đến chùa, nếu gặp một ngôi chùa tu hành có tâm giải thoát thì đỡ. Nếu gặp cái ngôi chùa, cái người hướng dẫn chủ trì chùa không có tâm giải thoát, quý vị vừa đến chùa, quý vị giàu sang cúng dường tiền bạc thăng cặn đi, rồi quý vị dính luôn, dính chấu luôn. Rồi quý vị mà dính vô rồi đó thì bước ra bước không được nữa. Mà khi quý vị bước ra luôn thì quý vị chỉ còn có một con đường là bỏ đạo luôn. Vì khi quý vị quá gần họ, quý vị sẽ biết ra họ cái gì cũng tầm bậy hết, nó tào lao kinh khủng luôn, thì quý vị sẽ hoàn toàn chán đạo, bỏ đạo luôn. Tốt nhất, đặc biệt nhất muốn cúng cái gì bỏ thùng tam bảo. Còn góc độ từ xa nhìn nhận để học tập, góc độ từ xa nhìn nhận để tu hành, nếu thấy được thì tiến tu, không được tự mình đi làm sao cho thiệt là khéo léo, gọi là bước vào không sâu, bước ra dễ dàng. Bước vào quá sâu, bước ra vô cùng khó. Những đức nói quý vị đi đến chùa, quý vị thân với nhiều người là hay, chưa chắc. Mà quý vị xa cách tất cả mọi người hay không? Cũng không hay. Vì thì làm sao? Gặp nhau A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Gặp thầy cũng A-di-đà-phật, mà gặp trò cũng A-di-đà-phật, gặp anh cũng A-di-đà-phật, mà gặp em cũng A-di-đà-phật. Cái A-di-đà-phật là được rồi. Rồi nghe pháp, rồi tu hành, rồi về nhà đem Phật pháp áp dụng trong gia đình của mình. Còn người ở trong chùa thì họ cùng một nhà, họ thân với nhau. Còn mình ở nhà thì gia đình mình phải giải quyết cái vấn đề của gia đình mình cho nó rất là rõ ràng. Nên quý vị nhớ nè, Phật pháp là nó áp dụng trong cái chuyện gia đình của mình nghe. Có rất là nhiều người trong cái cuộc đời này, chúng ta đã có một cái ý nghĩ và việc làm cực kỳ sai lầm, và từ người cư sĩ cho đến người xuất gia luôn. Chính những đức đã thấy rõ ràng cái ở được một nơi và thấy luôn. Những đức ở trong chùa, những đức cũng thấy cái vấn đề của ở trong chùa nữa. Có khi quý vị biết rằng có nhiều người của chúng ta trong cuộc đời này lạ lắm. Vợ tôi nè, chồng tôi nè, con tôi nè, đã là của tôi rồi thì có khi lại lợt lạc vì sự lo lắng. Của tôi là lợt lạc vì sự lo lắng. Còn của người ta xa lạ thì phải chú tâm lo lắng. Vì xa lạ nên phải lo lắng để lấy lòng, lấy tình. Nhưng mà của tôi rồi, mặc kệ dù cỡ nào nó cũng là của mình rồi. Vợ mình mà, dù có lo không lo gì cũng vợ mình, cỡ nào nó cũng toàn ten đi theo mình, chứ nó có đi đâu được đâu. Đây là cái hoàn toàn cực kỳ sai lầm. Học trò của tôi, đệ tử của tôi rồi, mặc kệ nó đi, không có cần thiết gì mấy, nó là người thân của mình rồi. Quý vị quá sai lầm rồi. Ý nghĩ này cực kỳ sai lầm. Quý vị nói rằng tôi lo cho bao nhiêu con người ta được mà, tôi lo cho người ta, quý vị đã quên mất tiêu cái chuyện người bên cạnh mình. Nếu như quý vị muốn lo cho người ta được cực kỳ tốt thì trước nhất quý vị lo cho ai tốt? Lo cho người bên cạnh mình phải tốt. Quý vị đi bố thí cúng dường tùm lum nơ mà quý vị để cho người bên cạnh quý vị, người ta kêu riêu quý vị hoàn toàn sai. Quý vị bây giờ muốn giúp cho bao nhiêu con người thì người làm công với quý vị, những con người bên cạnh quý vị, anh em mình nghèo nàn, quý vị chân thật giúp đi. Giúp được cứ chân thật mà giúp đi. Giúp họ được, giúp người ta, không ai nói được mình. Còn bây giờ mình giúp bao nhiêu con người mà người thân của mình, người bên cạnh mình mà người ta khổ đau đói khát, thì quý vị không giúp thì cái điều đó có không được, hiểu không? Nên cái người bên cạnh là người cực kỳ quan trọng, để mình phải chu đáo và giúp đỡ thương yêu. Muốn giúp họ, cho họ tu thì phải giúp cái người bên cạnh đó đó. Thí dụ như giờ ngôi chùa này bây giờ không thể nào một mình những đức hay hòa thượng mà có thể hưng thịnh được ngôi chùa này. Vì công nhận không? Bây giờ những đức ngồi đây chia sẻ Phật pháp, bao nhiêu con người đang ở bên dưới người ta làm, bao nhiêu đôi tay Tào Tháo mà còn nói được một câu như vậy để là cho đời mà rất là hay. Một câu thì nghe nè, Tào Tháo nói một câu gì nè: đồng tiền rất quan trọng
Nhưng muốn lập một sự nghiệp trong cuộc đời thì con người quan trọng hơn. Vì con người, có con người giỏi bên cạnh thì mới kiếm được tiền nhiều cho ta. Như vậy thì con người ta phải lo lắng, ta phải chu đáo, ta phải thương yêu. Thì thương yêu con người, lo lắng con người thì ta mới lập được sự nghiệp lớn trong cuộc đời này. Đó. Nên rất là nhiều người quý vị biết rằng là đối với con người họ lại tính toán về tiền bạc. Nhưng họ muốn kiếm tiền bạc mà họ lại nặng về tiền bạc mà không bỏ ra thì làm sao có con người. Chúng ta muốn có con người thì phải biết sử dụng tiền bạc, gọi là bố thí nhiếp. Phải dám bỏ tiền ra, phải dám rộng rãi cho người ta ăn, cho người ta uống đàng hoàng. Để chi? Để gọi là nhiếp thọ họ bằng tình thương. Tình thương đã nhiếp thọ được rồi thì con người này mới đi theo mình, và lúc đó mới đưa lên tư tưởng. Tư tưởng đã có rồi thì thành công sự nghiệp trong cuộc đời. Cái việc làm này từ người tu trong chùa hay bất cứ một ông chủ cả nào cũng phải áp dụng như vậy hết trơn. Như vậy thì sự nghiệp của mình nó rất là tồn tại quý vị. Sự nghiệp rất là tồn tại. Còn nếu như mình nặng về đồng tiền quá, mình bo bo keo kiệt thì quý vị khó thể nào có con người đi theo mình được lắm. Người ta không có đi theo mình đâu. Quý vị nói rất là hay, quý vị không cho người ta ăn uống, quý vị không lo cho người ta là người ta không tin quý vị đâu. Không bao giờ tin mình. Nên từ nơi đó mà mình nhớ nè, đối với người bên cạnh là vợ chồng mình phải có sự quan tâm. Đối với con cái mình phải quan tâm và dạy dỗ đàng hoàng. Đối với đệ tử học trò của mình là mình phải dạy dỗ đàng hoàng. Chứ không được người ta đi vô chùa mà chỉ bắt làm mà không dạy. Nếu như người ta đi vô trong chùa, người ta tu với mình mà không dạy mà chỉ biết làm thôi, như vậy thì bị có tội rất là lớn. Tội làm thầy người ta mà không dạy người ta, mà chỉ dùng người ta. Đến khi người ta không tu nữa, người ta bỏ chùa đi thì dùng người khác. Cái tội này cực kỳ nặng. Phải dạy hết lòng, phải lo hết lòng. Rồi người ta không ở chùa nữa thì mình vô cùng thoải mái vì sao? Mình đã hết lòng lo cho người ta rồi, mà do người ta không ở thì thôi. Việc này không có vấn đề. Thí dụ như mình làm vợ hết lòng rồi mà chồng mình bỏ mình, trời ơi, mình rất là nhẹ nhàng. Trời ơi, mình mỗi ngày, trời ơi, anh ơi, em lo cho anh quá trời chu đáo, lo cho anh còn hơn cha mẹ của em nữa. Mà bây giờ anh cũng chưa vừa lòng, anh còn định bỏ em để đi tìm con nhỏ khác. Được rồi, như vậy thì em rất thoải mái, ta chia tay được rồi đúng không anh? Nợ này hết rồi đúng không anh? Được rồi, đường anh đi, đường em bước. Đúng không? Nó tại vì sao? Vì mình rất là tròn trách nhiệm. Chồng mình đi ra ngoài có mèo mỡ, mình ở nhà lo cho con, lo gia đình đàng hoàng, mà nó vẫn quyết định bỏ mình. Mình sống cho thật là tốt. Chúng ta không còn cái gì để lưu luyến cả. Vì sao? Vì mình đã hết lòng hết dạ rồi quý vị, được không? Nó làm đi. Rồi mình làm chồng thì mình hết lòng hết dạ vì gia đình rồi, mà vợ của mình nó chơi mình xấu, nó chơi mình cù làm. Nó có nhiều ông mà mình không được đẹp, mình không có giàu, mà mình lại có con vợ đẹp. Vợ mình nó đi lại công ty xí nghiệp nó làm, nó làm xong cái nó gặp cái thằng bóng bẩy, nó chuyện ngon lành, tự nhiên nó nhìn, trời ơi, người ta thấy ham, còn chồng mình nó cù lằn hết cái gì, lùng xỉn, hô hốc. Nên từ nơi đó thôi, thấy này được quá, chắc về chắc mình bỏ ăn chồng mình quá, đi theo này quá. Mình làm chồng mà đã hết lòng rồi mà vợ mình bỏ mình, không cần năn nỉ. Vì người ta đã quyết định bỏ mình, năn nỉ gì giờ? Hiểu không? Mà mình cũng nói vài câu thôi. Bây giờ em suy nghĩ lại đi, anh suy nghĩ lại đi. Bây giờ chúng ta đến với nhau, bây giờ có mấy mặt con rồi, bây giờ con cái như vậy, bây giờ tội nghiệp nó. Bây giờ nếu mình xa nhau thì con mình đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha. Không có đứa con nào mà mong muốn điều này xảy ra đâu em à. Em nên suy nghĩ cho thật kỹ, anh nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Việc này của việc của chúng ta mà đừng làm khổ con em à. Anh à, anh suy nghĩ kỹ chưa, em suy nghĩ kỹ chưa? Thì mình đã nói rõ ràng, phân tách kỹ hết luôn. Nhưng mà họ nói quyết định chia tay. Tôi chia tay anh, anh chia tay tôi, đúng không? Hai bên thì quyết định là bỏ nhau. Vậy thì được rồi, đã nói hết lòng rồi mà không chịu hàn gắn thì thôi. Chứ sao bây giờ? Chứ níu kéo làm chi cho nó khổ quý vị. Rồi thêm một cái nữa là cái nhà vậy cắt làm đôi. Bây giờ ưa có cái màn chia tay xong nhà cắt làm đôi. Trời ơi, thà chia tay xong thì nó phức mắc phức cho rồi đi. Chứ cái kiểu mà nó dở dở ương ương, nó nằm ngay chỗ trước mặt mình. Rồi bắt đầu chồng mình nó dẫn con này con kia về, hoặc chồng hoặc vợ mình nó dẫn thằng này thằng kia về. Rồi con bên đây thì nhìn thấy cha mẹ như vậy, thì con bên đây thì nhìn cha như vậy, con bên kia nhìn mẹ như vậy. Cái này mới là cái họa cho con hư hỏng nè.
vì con nó mắc cỡ vì thấy cha mẹ như vậy, rồi bị bạn bè cười chê đứa con mình hư hỏng là do người làm cha làm mẹ như vậy. Thà đã quyết định chia tay rồi thì thôi, bây giờ nửa căn nhà này là một số tiền sao, đưa cho ông hay đưa cho bà, ai có thì đưa đi. Thôi chọn căn nhà này là ông chiếm luôn đi, bà chiếm luôn đi, còn mình đi chỗ khác mình ở cho nó phước mắt. Tại vì sao? Vì nửa căn như vậy mà nó cứ lừng chừng như vậy, nó không có hạnh phúc của gia đình. Sao hạnh phúc được quý vị? Cỡ nào cũng là tình cảm xưa, mà bây giờ nhìn cái cảnh tình này con cái sao chịu nổi. Nếu như những đức mà làm con người cha mẹ như vậy như đức chịu không nổi vậy ơi. Nhìn thấy cha mẹ mình mà như vậy mình chịu không nổi. Nên đây là cái kinh nghiệm, nếu đã chia tay rồi thì thôi, xa nhau phút cho rồi, ở đâu đi chứ đừng có mà cái kiểu mà trước mặt mình lẩn chẩn trước mặt mình hoài. Rồi lâu lâu nó buồn buồn nó qua nó gõ cửa trái tim. Nó mệt ghê luôn á, thà dứt thì dứt phức cho rồi. Bây giờ lâu lâu một đêm mưa gió bão bùng nó qua nó gõ cửa trái tim mình. Mình lúc đó cũng đang lạnh buốt. Thì mình lúc đó mình cũng mở cửa ra. Thì mở cửa ra rồi ngày mai nó qua bên kia nó ở nữa. Nó ở bên kia. Cái lâu lâu cái nó buồn quá, cái nó qua nó gõ cửa trái tim. Tự nhiên làm cái chuyện gì mà nó lừng chừng kỳ cục ghê. Nó cứ khi chia tay rồi cái thời gian tự nhiên cái bụng mình trình bình lên. Cái tiếp tục mình đẻ cái mình lo, còn nó bên kia tiếp tục nó lo chuyện của nó nữa. Cái chuyện này là cái chuyện khổ đau mà không chịu cắt. Lầy nhầy mà không chịu quyết định cắt, hiểu không? Nên với bà bên ngoài, mấy ông bên bà ở bên ngoài coi lại đi. Nếu những cái điều những đức chia sẻ đây mà áp dụng trong cái cuộc sống mình mà nhìn nhận thì được thì tiến luôn. Còn đã không được rồi, đã quyết định xa nhau rồi thì một cái cúp. Lâu ngày gặp lại tình bạn vẫn là bạn, không hận thù gì nhau. Có duyên thì đến mà hết duyên thì xa. Không có hận thù nghe, không có hận thù nghe. Mỗi lần mà lâu lâu con mình nó có gì muốn về bên nội thì cứ cho nó về. Mình còn cho con mình về nữa. Hoặc là nó cỡ nào nghe con thì cũng là nguồn gốc bên nội nghe con. Cái chuyện của cha mẹ là hết duyên thì thôi, chứ cái chuyện của con là con không có được mà nói cha, nói bên nội cái này cái kia. Còn cha thì dạy con không có được nói bên ngoài cái này cái kia. Việc của cha mẹ chứ không có dính dáng bên nội bên ngoại nghe không. Con phải làm đúng lễ, gặp cha thì cung kính cha, gặp mẹ thì cung kính mẹ. Tại vì cỡ nào cũng là công ơn sinh thành, con phải nhớ, dạy cho nó đúng. Còn cái kiểu này mà chia tay nhau rồi, cái bà vợ thì cứ không hiểu á. Con nhớ nghe, gặp thằng cha con không được hỏi. Con gặp nó, con kênh nó cho mẹ. Tại nó mà mẹ khổ nè, tại thằng cha mày mà tao khổ nè. Nên mày không có được gặp thằng cha mày nghe chưa. Còn bên nội của mày cũng không có đàng hoàng gì đâu, nên mày đừng có tìm tới đó làm cái gì, nó không có đàng hoàng. Còn cha thì dạy con bên đây thì bên ngoại mày không có đàng hoàng, mẹ của mày là cái thứ tào lao, nên tao mới bỏ. Thì cuối cùng hai bên con nó ở với cha mẹ, nó nói ba mình cũng tào lao, mẹ mình cũng tào lao, vì mình cũng bất xế. Vì coi thấy chưa, tự người làm cha làm mẹ hại con, đẩy con vào cái quỹ đạo, vì thấy rõ ràng không? Nên từ đó cái chuyện của người lớn chúng ta là chuyện người lớn của chúng ta. Còn chuyện con là phải dạy con cho đàng hoàng, chứ không được nói cái chuyện nói cha nói mẹ hai bên được, hiểu không? Quý vị nghe chỗ này, quý vị coi xã hội bây giờ có nhiều người vậy không? Trời ơi, lúc mà đến với nhau thương nhau thì thôi, niệm ấm chăn im. Rồi có khi mà lúc mà mới cưới về, em mỏi chân quá. Xong thằng chậu nói để anh ẩm cho. Mấy bà trong đây chắc chắn có luôn á. Trời ơi, mới cưới nhau mà đi du lịch chỗ này chỗ kia hưởng từng chăn mặt rồi đó, trộn ẩm nó cổng nó thương, bởi vì cái kỷ niệm đó nó kinh khủng lắm. Nó rồi xong cái mình nói em nhức đầu quá. Nó nhức chỗ nào mới xa cho, đúng không? Em nhức lưng quá, để anh đấm bóp cho, đúng không? Mấy bà đã từng có hết trơn, trong quay không có đâu. Từng có hết trơn rồi đó. Hàng vậy mà có đứa con á, mình nói em nhức đầu quá, tao lấy cái búa tao bữa mày một cái bây giờ ơi, chứ đừng có nói mà nhức đầu. Quý vị nghe nói này đó, nó thô thô, nhưng mà quý vị coi trong cái cuộc đời này có không? Bây giờ tôi nói không phải là quơ đũa cả nắm, mà tôi nói có đó. Có quý vị? Thấy chưa, nói sao mà nó đúng rồi thôi chứ, hiểu không? Nói quý vị coi á, thì cái lúc có duyên về, duyên về thì điểm ấm chăn im, duyên về thì anh em, hiểu không?
Còn viên mỏng thì cho mày nằm dưới đất. Mỏng lại cho mày nằm dưới đất. Còn hết viên thì cho mày ra khỏi nhà. Đúng không? Còn viên thì kẻ đón người đưa. Hết viên thì đi sớm về trưa một mình. Chứ sao? Ê coi phải có một thời không? Trong đây cũng có nhiều bà lúc hồi xưa đẹp lắm á. Cái thời hồi xưa trời ơi, đi lại cổng trường thì có cái thằng kia đứng. Bước ra tới gọt khỏi cổng trường thì có thằng kia đợi. Mà bây giờ không biết chọn thằng nào. Sao thằng nào cũng dễ thương? Vì sao? Vì lúc nó thương mà không dễ thương. Lúc nó thương mình thì nó phải có một thái độ dễ thương. Lúc mà nó thương mình rồi á, mình nói này nói kia vẫn là đeo theo, vẫn là tò tò đi theo. Mà cái mặt tội nghiệp lắm nghe. Lúc mà chọc người nào mình thương người nào đó, cái mặt mình tội nghiệp lắm. Mà thí dụ như mà rủ đi chơi mà không đi, nó làm cái mặt của nó mà mình không chịu nổi. Thí dụ như đi chơi em ơi này kia đồ, mình không đi đầu mình nhìn qua mình gặp cái mặt nó nghe vậy đó. Mà nó cưới về cái là tán cái mặt rồi, bây giờ tụi mình dựng chờ thấy không. Nó, ủa anh tại sao hồi xưa anh hứa này hứa kia dữ lắm mà sao bây giờ, sao mà anh đối xử với em tệ bạc. Hứa là ngày xưa tao thương tao mới hứa, còn bây giờ tao không có thương. Ủa sao kỳ, sao bây giờ không thương? Mày muốn tao nói thiệt hả? Tao nói thiệt cho mày nghe, mày đừng có buồn nghe. Ngày xưa mày đẹp, bây giờ mày xấu. Mày đẻ mấy đứa con rồi, giờ mày xấu rồi, tao không có thương mày nữa được không? Thấy cái mặt mình thấy ghét. Tôi đi qua bên kia tôi gặp nhỏ bên kia, con Lan nó đẹp chứ ghê luôn. Mày mặt xấu quắc. Nói kiểu đó mình tức tối lên đúng không? Mình tức tối, mình ghen lên, điên cuồng lên đúng không? Lúc đó gặp cái bà hàng xóm. Em ơi, ngày nào cũng khổ vì chồng vì con hết. Thôi chủ nhật tuần này chị đi chùa hộ pháp, em đi một chuyến thử coi làm sao. Thấy chưa? Nó tự nhiên đi chùa hộ pháp, cái ban đầu ngủ nó thôi chị ơi. Đã khổ rồi đi chùa càng khổ thêm chứ được gì. Mấy thằng thầy chùa mà làm ăn được cái gì mà đến đó chị ơi. Hiểu không? Đã khổ rồi, đã cô đơn rồi, gặp thằng có tóc mà còn khổ đây chứ đừng nói chi gặp thằng chọc đầu. Nó làm được cái trò gì chị ơi chị? Thì mấy bà kia mới nói không, ngày xưa chị cũng nghĩ như em. Chị cũng nghĩ rằng có tóc thì còn làm được chuyện này chuyện kia, làm ăn này nọ. Còn chọc đầu làm ăn cái gì, tối ngày cốc cốc con, cốc cốc can can mà làm được cái gì. Thôi bởi vì chị cũng nghĩ như em, nhưng mà không ngờ nhiều lần có bà cô ở kế bên bà cứ rủ hoài. Thì có một lần chị cũng nghĩ là thôi để đi một chuyến coi làm sao. Đi chùa một lần thì coi làm sao, kệ cũng đâu có mắc mát bao nhiêu tiền. Để đi một lần coi làm sao. Thì không ngờ chị đi đến đó chị nghe cái thằng đầu chọc nó giảng. Thì bây giờ mình chưa biết tu đi, cái người chưa biết tu nó dùng cái văn tự lạ lạ. Thằng đầu chọc nó giảng mà ngộ thằng đầu chọc sao nó giảng ngay chăng em chị luôn. Trời ơi ráng luôn mà tự nhiên nghe một cái nó vui, vô cùng vui. Từ đó về sau, từ cái thằng đầu chọc mà chị bây giờ kêu bằng thầy. Được không? Từ từ nó lên từ từ, cái gì coi đó. Ban đầu nó kiểu bình thường mới kêu đầu chọc giảng pháp hay ghê. Ngay tim mình ghê, thấy không? Không ngờ thằng có tóc không có cỡ mở được tâm mình, mà đầu chọc lại cỡ mở tâm mình. Thấy chưa? Nó bắt đầu là từ cái khổ, rồi nghe pháp từ từ mới nghe được cái câu là ô, thì ra là trong cuộc đời này khổ như vậy. Chồng mình đang đuổi mình, đang đánh mình để làm chi? Đưa mình đi về nơi tốt đẹp đi, đẩy mình đi về cực lạc đi. Em theo anh khổ lắm. Khổ lắm, mấy năm nay khổ lắm đúng không? Bây giờ anh quýnh em, anh chửi em, để làm chi? Em phải đi, đi đâu? Về cực lạc cho anh, ở cực lạc mới vui nghe em, đúng không? Càng nghĩ rồi mới thấy đúng là trong cái khổ nó lại có cái vui. Mà trong cái vui thì nó ẩn nhẹm cái khổ. Đúng quý vị, nó có rõ ràng, quý vị thấy không? Cái bắt đầu của niềm vui là nó cặn kề của cái khổ. Quý vị thấy cái ngày nào đúng không, niệm ấm chăn im nó vui vô cùng đúng không? Hai vợ chồng có một đứa con, trời ơi nó hạnh phúc vô cùng. Như vậy mà ngày qua ngày tuổi mình già đi, con mình khôn lớn. Đứa con ngày nào lúc nào cũng cha, lúc nào cũng mẹ. Chỉ cần ai hăm dọa nó, chỉ cần ai la nó thì nó kêu mẹ, mẹ, mẹ. Nhưng mà đứa con bây giờ nó lớn khôn đủ lông đủ cánh thì nó
tấp vào vợ nó, nó không kêu mẹ nữa. Nhớ ngày nào con mình bên cạnh mình, còn bây giờ con mình là có một gia đình riêng, tách gia đình mình ra và không ngó ngàng đến mình nữa. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái niềm vui của hạnh phúc chỉ là dư âm, để lại cho chúng ta những cái nỗi nhớ nhung khổ đau trong cuộc đời. Những cái sự dư âm đó là những cái kỷ niệm, mà nếu như chúng ta không nghe được Phật Pháp thì những kỷ niệm và dư âm đó, những lời thương, những lời nhớ, những lời nói tốt đẹp kia trở thành những nỗi đau tặng trái tim mình. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, phải không? Khi mà mình hận một người nào, mình càng nhớ những nụ hôn, những cái sự thương yêu, những sự chăn gói, những cái bên cạnh nhau, thì lúc đó cái tâm quý vị phải là thổn thức từ tim không? Nó đau đớn, tức giận lên. Tại sao ngày xưa bao nhiêu lời nhung nhớ, bao nhiêu lời hẹn hò mà bây giờ lại trở mặt quay lưng, đúng không? Thì có phải không? Nên tất cả những sự thương yêu đều là dư âm cả. Nên trong cuộc đời này chúng ta phải nhớ rằng niềm vui đó, khổ đau đó cặn kề kế một bên. Nên còn ở cõi đời là còn khổ. Muốn hết khổ thì phải về cực lạc mới hết khổ. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni đúng là từ bi. Nên Ngài chỉ chúng ta một con đường đi về cực lạc. Không, chỉ chúng ta một con đường đi về cực lạc. Nó như bà Sáu đó, giải quyết vấn đề trong cuộc đời. Thấy chưa? Đi đặc biệt nhẹ nhàng, tự tại. Bây giờ mình cũng học như người ta đi. Tại sao còn trẻ không rèn đi chàng? Cái việc nghe Pháp và cái việc tu hành này, nó không có trở ngại cái việc làm ăn. Không có trở ngại cái việc làm ăn chút nào cả. Nhưng Đức nói với quý vị nghe nghe, dù quý vị làm ăn có thành đạt cỡ nào, nhưng mà không biết chăm phước vô á, thì sự thành đạt của quý vị nó như là hoa nở dội tàn vậy đó. Những người trẻ trẻ đâu nè, quý vị nếu mà thành đạt á nghe, thành đạt phơ phớ nghe, thí dụ như cỡ tuổi 30 mấy rồi ha, 30 mấy từ 40 đổ lại nghe, mà nếu như sự thành đạt của mình phơ phớ á, người hiểu đạo dừng liền. Không phải là không làm ăn, không phải không làm ăn nữa, mà là sao? Mà là phải biết đứng lại. Biết đứng lại của sự nghiệp để làm chi? Để bồi phước. Mà bồi phước làm gì? Bồi phước để lót cái nền móng. Lót cái nền móng cho nó dày. Chính những đức ở trong chùa, những đức thấy rõ ràng luôn. Xài ít mà tạo phước nhiều. Như những đức bây giờ ăn chay, đâu có ăn đi chơi gì đâu. Thì tự nhiên nó đơn giản vô cùng, nhưng mà trong tay những đức cũng không phải ít tiền đâu quý vị. Nhưng mà những đức dùng cực kỳ ít luôn. Thí dụ như bây giờ trong 1 triệu bạc, những đức chỉ dùng có 50 ngàn. Còn quý vị ngoài đời bị dùng quá nhiều. Nên khi dùng quá nhiều mà không chăm vào cái phước vào, thì sự nghiệp của mình nó có vấn đề xảy ra liền. Nên tất cả những người trẻ, khi cha mẹ để lên sự nghiệp lớn lao này kia đâu, phải tu gì? Tu phúc đức. Tu phúc đức khoảng năm 45 tuổi thành đạt thì nó tồn tại lâu dài. Năm 45 tuổi con người nó sẽ bình tĩnh lại, nó bình định tâm. Khi năm khoảng 30 mấy tuổi, 40 tuổi đổ lại nó thành đạt thì nó sẽ háo hức. Nó như là con ngựa chiến vậy, nó cứ lao. Mà lao thì thế nào cũng té. Nên chúng ta là người nghe đạo, quý vị phải biết dừng lại. Dừng lại để tu phước duyên liền. Khi phước duyên mà nó dày rồi là cái nền móng nó chắc á, năm 45 tuổi là tiến luôn tới cuối đời, là thành đạt cực kỳ đặc biệt luôn. Nên đừng bao giờ con mình mà giỏi quá mà đẩy nó lên sớm quá. Thí dụ như quý vị coi có nhiều đứa con nít nó thông minh vô cùng, mà tại sao nó lớn lên là nó không còn khả năng gì nữa hết quý vị? Vì còn nhỏ nó xài hết trơn rồi. Xài hết. Nên con mình mà thông minh, giỏi, thông minh còn nhỏ, học giỏi á, phải đì đứa con này lại liền. Không bao giờ để cho đứa con này nó phát cái tâm mà gọi là kiêu ngạo lại. Phải đẩy đứa con này dằn nó lại. Mình biết đứa này nó thông minh, nó học giỏi, thì phải đưa đạo đức, giáo dục, khiêm tốn đẩy nó vào. Thì tức khắc đứa con này sau này lớn lên có tương lai. Còn nếu như đứa con này nó rất học giỏi, vì nó con tôi học giỏi, khoe đầu này khoe đầu kia, nó kiêu ngạo ngã mạn, nó nổi lên phát. Nó vừa nổi kiêu ngạo ngã mạn lên là nó phá cái phước của nó. Khi cái phước nó bị phá rồi, dù sao này nó có bao nhiêu bằng cấp đi chăng nữa cũng vô dụng mà. Nó không có làm ăn được cái gì hết trơn quý vị. Phải nhớ đó. Nên con người tu phúc đức cực kỳ quan trọng luôn. Nó nên thứ bảy tuần này nè, những đức tổ chức chương trình khiếm thị nè, thứ bảy tới nè. Thì bây giờ trong dịp này nghỉ hè nè, thì nếu như quý vị có điều kiện thì quý vị tùy khả năng, quý vị cứ đổi tiền ra.
ngàn, hai ngàn, ba ngàn, năm ngàn, mười ngàn gì tỷ vị. Rồi quý vị cho con mình, đưa cho con mình: nè con ơi, hôm nay thầy có tổ chức chương trình người khiếm thị, nhiều người khổ lắm con à. Con đến đó rồi con nhìn coi nhiều người người ta khổ lắm. Nhà mình vậy là hạnh phúc lắm rồi, nhà mình vậy là được lắm rồi con à. Có khi người ta một ổ bánh mì người ta không có ăn, còn con ăn nửa ổ, đi liền nửa ổ, không có được đâu con à. Nên bây giờ nè, hôm nay đi đến đó tổ chức chương trình khiếm thị, thì con cầm tiền con tặng cho người ta bằng cái tâm cung kính nghe, không phải tặng cho người ta bằng cái tâm xem thường người ta nghe con. Hãy dạy cho đàng hoàng. Rồi con cháu của mình người thân chưa biết tu, mình dẫn họ đến đây để cho họ cầm tiền họ tặng cho người khiếm thị. Những đức đâu có kêu quý vị đưa những đức đâu, phần những đức để những đức giải quyết cho. Phần những đức là thuê xe nè, phần những đức bỏ bao thư nè. Nó còn quý vị thì quý vị cứ tự giải quyết cái chuyện của mình đi, tự mà tặng rủ con cháu người thân dòng họ, những người chưa biết tu. Ngộ lắm, cái người chưa biết tu á, ban đầu mà dẫn nó đi tu gì chưa chắc họ đi. Hãy nói chuyện vui vui, không có chịu nghe nha. Chứ nói cái chuyện giải thoát không thì không chịu nghe đâu. Thì quý vị biết rằng á, còn cái chương trình khiếm thị á, thì đến họ chịu đến. Vì chương trình khiếm thị những đức nói chuyện ít lắm. Rồi á, họ được đi tặng tiền. Rồi nhiều cái chương trình là họ phát cái tâm ra, họ dẫn người mù lên xe. Những cái chuyện vậy đó mà cái người bình thường mới biết tu người ta làm được. Mà khi người ta làm như vậy rồi, cái tự nhiên người ta cảm động tâm người ta. Người ta cảm cái tâm liền vậy đó, cái tự nhiên người ta phát tâm ra từ từ. Rồi mình mới dẫn dắt người ta nhìn cái vô thường á, nhìn cái vô thường cái dẫn dắt từ từ. Nó thì lúc đó đó thì bắt đầu là nó có kết quả khi hướng đạo. Quý vị nhớ, tự nhiên nó có cái kết quả hướng đạo liền. Nên ngay cái chương trình khiếm thị nó cực kỳ quan trọng. Thứ bảy tới này tổ chức nè, những đức canh ngay cái mùa hè quý vị. Trong mấy tháng hè này chắc những đức tổ chức chương trình khiếm thị hai lần rồi. Nên những đức nói rằng phải chi mà mấy cái người giàu mà người ta đi rửa tiền ở casino đồ, hoặc là cá độ đá banh đồ này kia, phải chi mà người ta rửa ngay người khiếm thị này thì không biết bao nhiêu nói chợt. Tại chắc họ không nghe. Chứ nếu họ nghe chắc họ cũng suy nghĩ lại quý vị, cũng suy nghĩ lại. Tại vì sao? Vì bao nhiêu con người khổ quá, mình giúp được hay quá. Người ta nói rằng là ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Ngay chương trình khiếm thị này mà không chịu đổ vô uổng ghê. Quý vị bây giờ ở ngoài đời quý vị gặp một hai người què quặt thôi, có vài ba người đúng không? Bây giờ chương trình khiếm thị này tự nhiên ầm một phát gần 2.000 người. Gom 2.000 người vì nó dễ lắm hả? Bao nhiêu năm nay đó tờ, đầu tư bao nhiêu năm nay mới được 2.000 người đó đó. Người ta thì người ta đầu tư mấy năm nay người ta được một cái cao ốc hay là một cái biệt thự gì. Còn tôi đầu tư mấy năm nay được 2.000 người mù. Đi xuống đây đầu tư 8 năm nay được 800 bà già. Đầu tư con người không à. Quý vị nhớ nè, cái thành đạt của con người là ngay con người. Trời ơi, nếu người mà có cái góc độ sâu thì quý vị sẽ biết rằng mình vì thiên hạ, thiên hạ vì mình. Tất cả những người làm việc lớn mà không có con người thì không bao giờ làm được việc lớn. Mà muốn có con người là phải có tâm lượng, phải có tư tưởng nữa. Thí dụ như người trong chùa mình phục vụ mà phục vụ không biết mệt là vì sao? Vì họ bị lót cái tư tưởng ghê quá. Họ bị đem một cái tư tưởng sấy vào tâm họ, bỏ vào tâm họ, nói cho họ cái vô thường và dùng cái thân này. Cái bà cái giật mình, thấy bà kia bà ngủ hét một cái bà giật mình luôn. Cái mồm giận nó đặc biệt là lâu lâu hét một cái hết hồn. Thấy chưa? Dùng cái thân này để mà mình làm những việc lợi ích trong cuộc đời nó mới hay. Có bà kia bà nói: con muốn ngồi gần thầy nghe thầy giảng, nhưng mà ngặt con cái con bị bệnh tim. Có khi thầy la cái nó gớt tim ra ngoài luôn. Thầy ơi thầy, nó thì cô cứ bệnh tim cô ngồi gần như đức là sao thì cô hết bị bệnh tim à. Tại vì nó bị tác động với nó thành cái lực sức mạnh nổi lên, nó không bị tim nữa. Cái người bị bệnh tim là do bị tâm lý, là nghĩ mình bị tim. Rồi bây giờ cái tác động là làm mình bị ảnh hưởng tim. Nếu như mình bị bệnh tim mà mình vẫn bị tác động mạnh được, mình chịu đựng được thì hết bị bệnh tim. Phải tập lại, phải đổi tư tưởng của mình lại. Thí dụ như mình thường sợ ma thì bây giờ mình phải nói là ma kìa, ma trước mặt kìa, ma ơ ma.
thì tự nhiên từ từ mình hết sợ ma. Giống như có một con bé trong chùa, nó cứ đi xe ra ngoài là nó ói à. Nó cứ đi xe ra ngoài thì ói à. Với từ từ mấy cô được đi ra ngoài, nó không bao giờ dám đi ra ngoài, vì đi ra ngoài là nó ói à. Nhưng Đức nói được rồi, cho con cái vai trò. Vai trò gì? Vai trò đi xe mỗi ngày. Nói trời ơi, thầy ơi con ói, con đi xe là con ói dữ lắm, thầy cho con đi mỗi ngày chứ con chết quá. Những Đức nói chết thì chôn. Còn con không chết thì con đứng lên. Khổ nhất của con người á, đứng không đứng, ngồi không ngồi mà khom. Cái này mới là khổ nè, hiểu không? Một là đứng, hai là ngồi, tuyệt đối không khom. Khom là lừng chừng, vì coi đứng cũng vẫn ngon mà ngồi cũng vẫn được. Chỉ có cái khổ nhất là khom hoài mà không đứng không ngồi, đúng không? Nên cái con người không thành đạt trong cuộc đời này là con người gì? Là con người lừng chừng. Nhớ nghe. Nên chúng ta có những cái thất bại đừng sợ. Thất bại là mẹ của thành công. Chúng ta có thất bại mới có thành công. Những Đức đi tu vô chùa có ai dạy như Đức quản chúng không? Không ai dạy như Đức quản chúng hết trơn á. Quản luôn, quản đại luôn. Quản đại, quản đại thì quản được. Tại vì quản đại là tâm lượng lớn á thì mới quản được. Nên từ nơi đó vị coi á, vậy mà chùa đông y, những Đức qua bên đại tùng lâm lớn, vậy mà những Đức vẫn bố trí nhân sự được, cái vị coi á. Là từ đâu? Từ làm mà ra. Con người từ cái chữ O mới viết lần đầu mà trở thành là viết ra một cái chữ đẹp. Không ai mà không bắt nguồn từ cái đầu tiên hết chứ quý vị. Chúng ta cái gì đầu tiên cũng dở nhưng mà kiên nhẫn thành giỏi à, hiểu không? Chúng ta là con người phải có tâm huyết. Nên tất cả bây giờ người nghe những Đức nói chuyện đi, quý vị nhớ nè, con người sống trong cuộc đời này sớm muộn gì cũng bệnh và chết. Sớm muộn gì cũng bệnh và chết. Bây giờ quý vị gặp người bệnh vì sợ lây bệnh, quý vị gặp người ta bệnh quý vị sợ lây bệnh, rồi quý vị bệnh đi người ta sợ quý vị lây cho người ta làm sao. Bây giờ chúng ta đặt người ta vào người bệnh, mình đặt mình vào người bệnh nè. Bây giờ mình đã bệnh, mình đã khổ rồi mà người ta gặp mình là người ta như thế nào? Người ta nói tôi sợ anh quá, tôi sợ chị quá. Mình đã bị bệnh là cô đơn, mình đã bị bệnh là mình bị khổ tâm, mà bây giờ người ta còn sợ mình, thì quý vị coi cái khổ này cỡ nào hả quý vị? Nếu như bây giờ mình sợ người ta, một ngày nào người ta sợ mình, mà trong khi cái bệnh đau là định luật nhân quả, mà bây giờ mình đi sợ người ta bệnh lấy cho mình. Nếu như mà bệnh mà gọi là lây như vậy thì không nói hai chữ, tin sâu nhân quả. Rồi mình gặp người ta chết, mình gặp người ta chết, mình hộ niệm thì mình sợ người ta, cái mùi chết là mình bị ảnh hưởng. Vậy thì mai mốt mình chết, ai hộ niệm cho mình? Mình chết ai hộ niệm cho mình đây? Rồi mình có chết không? Đừng có nói là không chết nha. Có ai trong đây không chết không? Đưa tay lên coi. Còn ai trong đây chết đưa tay lên coi. Rõ ràng chưa? Dễ mà sợ bệnh và sợ chết. Nhận Đức nói với vị nghe, ai trong đây không bệnh đưa tay lên coi. Đố mà có ai mà nói là tôi không bệnh đó. Còn ai trong đây là người bệnh, bảo đảm ai cũng đưa tay. Tôi bệnh nè, tôi đưa tay nè, tôi bệnh đó. Mà vậy ai trong đây không chết, không ai đưa tay hết. Ai trong đây chết, bảo đảm tôi cũng chết, tôi đưa tay lên nè, tôi chết. Vậy thì tôi phải gầy dựng cái bệnh của người ta, tôi thương tôi lo. Như vậy thì mai mốt tôi bệnh có người thương có người lo. Người ta chết tôi hộ niệm, thì mai mốt tôi chết người ta hộ niệm cho tôi. Cái nhân cái quả như vậy mới gọi là nói là tin sâu nhân quả, hiểu không? Bây giờ tự nhiên á, mình bị chồng bỏ mà mình như thế nào, mình khổ có người giúp mình, mai mốt người ta khổ mình giúp người ta. Bây giờ cái người đàn bà này lấy chồng người ta, mình chửi mắng người ta, ai biết rằng cái nghiệp duyên một ngày nào, một đời kiếp nào mình đi lấy chồng người ta rồi sao, hiểu không? Nên từ nơi đó có ai mà muốn lấy đắt chay vào mặt mình đâu quý vị. Nên từ nơi đó cái tu hành là cái gì? Nhìn sâu sắc. Nhìn sâu sắc. Ví dụ như tất cả những người phụ nữ đang ngồi đây, có ai mong muốn mình lớn lên mà nhiều chồng không? Không. Không có ai mà muốn cuộc đời mình mà đi nhiều chồng làm gì chứ nghe. Chồng nó vẫn là một chồng mà nhiều chồng nó vẫn là một chồng mà. Phải chi là thằng chồng thứ nhất nó như vậy, thằng chồng thứ hai thì nó hai loại, thằng chồng thứ ba thì ba loại,
thì chúng ta cũng muốn thằng chồng thứ hai làm sao, để biết cái loại thứ hai làm sao, thứ ba làm sao, để biết cái loại thứ ba làm sao. Nhưng thật sự dù ba thằng cũng là một loại, vậy thì tìm chi ba thằng cho nó mệt, đúng không? Nó cũng là thịt da thôi, nó cũng là hai con mắt, một cái miệng, một cái lỗ mũi, vậy thôi quý vị, công nhận không? Nên từ nơi đó ai cũng muốn mình chỉ một vợ một chồng mà sống thôi. Nhưng trong cái nghiệp duyên, trong cái cuộc đời này, cái nghiệp duyên nó lẹo tèo tùm lum tùm la, mình cũng biết làm sao nữa. Mà người đàn bà này sanh ra đời tự nhiên nhiều chồng, hoặc là người đàn ông này nhiều vợ, nên đó là toàn là định luật nhân quả trong cuộc đời. Nên đặc biệt nhất, chúng ta có nói hoài nói cũng không hết nữa, quy về một câu Phật hiệu để chân thật mà niệm, chân thật mà tu, tin sâu nhân quả, lo tu cho thật tốt, sống đừng buồn giận ai để trong tâm, hiểu không? Đừng buồn giận ai để trong tâm, nhớ nghe. Đừng có buồn giận ai để trong tâm là khổ mình. Đừng buồn giận ai để trong tâm hết là khổ mình. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nhớ nghe. Nhớ cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Và mỗi một người chúng ta ngồi ở đây, ai cũng sẽ trả nợ. Trả đi, trả đi để về cực lạc. Nhớ, phải trả nợ đời thì mới về cực lạc. Nợ đời, nợ chồng, nợ vợ, nợ con mà không trả, không trả thì quay lại trả nữa. Trả sạch, trả sạch, trả không còn một cái gì cả. Đi tu về, chồng muốn sao cũng được. Chồng thương cũng được, chồng ghét cũng được, chồng hung cũng được, mà chồng đánh cũng được, chồng đá cũng được. Trả, trả, trả để về cực lạc. Hiểu không? Cái đoạn sau này với cái đoạn kết thúc đặc biệt này không? Đã vui trả rồi là mấy bà trầu cỡ như phơ phớ. Nhìn thấy chưa? Một tiếng mấy đồng hồ mặt ai cũng không biết làm sao, mà cuối cùng là như vậy là được rồi, đúng không? Chùa mình có một bà cụ 87 tuổi, thời gian niệm Phật ở đây cũng mấy năm. Nhưng Đức thấy bà cụ này có tín nguyện, tín tâm niệm Phật muốn sanh cực lạc cực kỳ cao. Và cái hành động và cái cuộc sống của bà cụ hàng ngày rất đặc biệt. 87 tuổi, bà thường nói một câu rằng những gì làm được thì tự làm, không muốn làm phiền người khác. Chừng nào làm không được thì để cho người ta làm. Những cái gì làm được thì làm, những cái gì làm không được để cho người ta giúp, tùy duyên. Thí dụ như mền gói chiếu của bà khi ngủ xong, bà tự xiết, đem cắt gọn ghẽ đàng hoàng. Cái hành động sống của bà như vậy. Và người bà rất hoan hỷ, vui vẻ. Có những khi bà bệnh đau hơi yếu một chút thì mấy đứa con có khi nó cũng nói rằng mẹ ơi, giờ mẹ hơi yếu, mẹ muốn về nhà không, để cho chúng con chăm sóc cho mẹ. Bà cụ nói thôi được rồi, để cho mẹ ở đây sống để chúng mẹ vui hơn. Mấy cô lo cũng rất là chu đáo, nhiệt tình. Và khi cuối cuộc đời, đại chúng hộ niệm, ở gia đình không có mấy người, bà vẫn quyết tâm ở chùa. Đó gọi là có tính tâm tính nguyện. Và thường thì bà rất là vui mà niệm Phật. Những đức gặp bà hỏi bà niệm Phật, bà quyết tâm bà đi đâu, bà nói về cực lạc thôi. Bà rất là siêng năng niệm Phật, thường cứ để cái máy nhỏ nhỏ này nè, bà buộc sao không biết mà tự bà làm nha. Bà để ngay cái máy niệm Phật ngay cái lỗ tai bà hoài luôn, để ngay cái lỗ tai cái điệu hộ niệm đó quý vị. Vì già 87 tuổi thì bà thì còn nghe được lắm, nhưng mà già thì cũng không nghe rõ như mình đâu. Thì bà thiết kế sao cái máy này bà buộc sao bà để ngay lỗ tai bà luôn cái điệu hộ niệm 4 chữ cả ngày lẫn đêm mà để hoài vậy đó. Nghe mấy cô nói rằng là cái máy mà hết pin là bà lợi, bà nhờ phải sạc giùm liền, sạc giùm cho bà liền.
bà đeo. Thì bà rất siêng năng niệm Phật, bà rất có duyên ấy vị. Đúng là cái người niệm Phật là rõ ràng có duyên. Nên trong kinh Phật nói rằng nếu người mà không đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì không sanh về nước kia, nước cực lạc. Người sống dễ tính, có duyên, dễ thương lúc còn sống. Thì bà siêng năng niệm Phật dữ lắm quý vị. Bà cụ biết ngày giờ bà giảng sanh. Nói với mấy bà cụ xung quanh, ngày mai tôi đi, con cái vô nói cho con cái nghe hai lần, là đứa cháu gì đó gả được thì gả đại đi, để sắp sửa nhà có tang rồi đó. Nên nói với mấy cụ thì ngày mai tôi đi rồi nghe, mấy bà ở lại cố gắng niệm Phật. Mấy bà kia không biết gì, mấy bà kia nói ủa bà đây bà tu chứ bà về quê làm gì. Bà nói không, tôi về cực lạc. Quý vị nghĩ đi, một người già bình thường, người già lớn tuổi mới tu bình thường nhưng không biết gì, chỉ biết niệm Phật thôi, và nói với thế giới cực lạc, đặc biệt chỉ muốn niệm Phật về cực lạc thôi. Thì quý vị biết rằng là sáng hôm qua lúc khoảng 2:30 gần 3 giờ thì bà đi vệ sinh, bà đi tiểu tự đi. Thì bà thường là tự nhiên đi vậy thì tự lo hết, cá nhân làm được. Thì đi tiểu đồ này kia xong hết trơn, cái nghe mấy cô nói rằng là bà đi tiểu mà bà đi vòng vòng theo cái vị trí đi về lại chỗ ngủ. Bà nói Phật A Di Đà sắp đến rước tôi rồi nghe, bà cứ nói gì đó. Thì xong bà chở về phòng bà, bà nằm trên giường 5 phút sau bà an tường bà đi luôn. Xác thực 100% vì cái nghiêng bà cụ này hôm qua Nhân Đức đi xuống hộ niệm luôn. Nhân Đức ngồi hộ niệm kế bên bà cụ. Bà vẫn còn đeo cái máy niệm Phật. Và hôm qua có quay một đoạn phim rõ ràng vài bữa bị coi, là rõ ràng xác thực luôn là bà đeo cái máy niệm Phật nhỏ này để ngay lỗ tai và vẫn còn cái điệu hộ niệm niệm luôn. Cái điệu hộ niệm vẫn còn niệm luôn. Và hộ niệm cho bà cụ cái lo lớn. Thời gian 6-7 tiếng sau thì cái máy này nó mới hết pin. Chứ lúc mà bà đi vệ sinh bà vẫn đeo ngay lỗ tai, và đến khi bà mất đi bà vẫn là để cái máy này. Cái máy nó vẫn y nguyên, ai mà dám đụng tới đâu. Quý vị biết rằng một người á, mà biết ngày giờ giảng sanh nha quý vị, quý vị mà hộ niệm cho họ đó, nó bình an đến mức không tưởng tượng được. Và quý vị không bao giờ lo sợ bất cứ một cái gì động được họ hết luôn. Đúng là rõ ràng cái người mà tín nguyện giảng sanh. À, hình như là cái cảm giác bị hộ niệm cho họ, quý vị sẽ không có một chút gì sợ là ai động đậy họ hết. Tại vì Phật rước mất tiêu rồi còn sợ gì. Nó lạ như vậy cái cảm giác của từ trường. Thường là những bà cụ mới mất đi, bà nằm đó, thì ví dụ như bà đang mất rồi, mình không bao giờ mà mình lỡ mà mình lấy mình của mình đắp cho bà đâu. Thì khi lúc bà chưa mất mình mới đắp đúng không. Riêng bà cụ này vừa mất xong, những đức lỡ cầm mình quăng mình đắp cho bà luôn. Tại vì những đức nói rằng bà này an tường đi trong một niệm Phật rước mất tiêu, nên từ nơi đó đắp mền quang minh cho bà cũng không ăn thua gì cả. À, mà khi ngồi hộ niệm cái cảm giác của từ trường độ nó đặc biệt gì đâu quý vị. À, những đức nói thiệt chứ bao nhiêu con người tu dù bao nhiêu chục năm đi chăng nữa, làm bao nhiêu việc lớn lao cũng không bằng một bà già bình thường niệm Phật. Đây là xác thực. Ở trong chùa những đức thấy rất là nhiều cụ già siêng năng niệm Phật, ra đi vô cùng là tự tại. À, ra đi rất tự tại quý vị. Quý vị coi rõ ràng không? Siêng năng niệm Phật. Trước mấy ngày đi báo cho nhiều người biết. Nhiều người cứ nói rằng bà cụ già nên bà nói vậy thôi. Không ai ngờ rằng bà báo cho mình biết là bà đi. Nói chung đạo thôi, mình khỏi phiền phức động đậy tới. Nhưng mà Thượng Hải Hiền tính nguyện niệm Phật, tối tự xếp đồ đi. Bà cụ già này còn báo luôn đó, nói cho mình nghe luôn đó. Sáng rồi còn tự đi vệ sinh, đi tiểu rồi rửa mặt rửa mày, xong rồi vô trong giường nằm xuống đi.
Khi ra đi thì vì biết rằng một mình nằm đi, mà đi nằm an tường vô cùng, miệng khép mắt nhắm lại tự tại, rất tự tại. Đó là xác thực 100%, ngồi kế bên thấy luôn nè. Thì quý vị thấy rõ ràng rằng là cái công đức niệm Phật này lớn bất khả tư nghị. Nên đối với con cái mà giới thiệu một tịnh độ này dạy người niệm Phật thì những đức nói tất cả những cái việc làm trong cái cuộc đời này không có một cái việc làm nào lớn lao bằng một là trẻ con bị bỏ rơi mà bị nuôi dưỡng dạy dỗ. Nhớ, nuôi dạy là việc này làm, là việc làm cực kỳ quan trọng của cuộc đời con người. Và việc làm thứ hai là quý vị sẽ nuôi người già, mà nuôi người già không chưa xong đâu, mà quý vị phải dạy cho người già, phải nuôi người già cái tâm giải thoát. Cái việc này còn cực kỳ quan trọng hơn 100 lần bị nuôi một con người. Nếu như quý vị chỉ có nuôi một con người thì cái phước quý vị cũng lớn rồi, nhưng quý vị mà nếu mà dạy một con người tu và rèn luyện cái tâm của họ giải thoát á, là quý vị làm việc này là làm cái việc mà giúp cho người ta làm Phật để giải thoát cái khổ đau luôn. Cái việc làm này cực kỳ quan trọng luôn, nó quá là ích lớn luôn. Quý vị tin rằng có những người mà người ta cũng niệm Phật mà người ta không có tín nguyện niệm Phật đó quý vị. Người ta sợ người bệnh, người ta sợ người chết quý vị. Người ta sợ bị bệnh mình đi lại hộ niệm người ta lây bệnh cho mình. Người ta sợ cái hơi chết mình bị bệnh theo. Quý vị tin rằng có những người tu nhiều chục năm vẫn có cái tâm này, quý vị tin không? Đây là những đứa thấy rõ ràng luôn đó. Tu nhiều chục năm luôn vẫn là sợ như vậy luôn. Vẫn là nói rằng tôi thích niệm Phật, tôi thích tu tịnh độ. Nhưng quý vị tin rằng là thích là một lẽ, còn tín nguyện và tu và tin Phật và không sợ chết, không sợ bệnh là thêm một lẽ khác nữa nghe. Thì nhớ đó, một lẽ khác nữa. Tại sao những đức lại thích nuôi người già? Vì người già quý vị sẽ bồi dưỡng cái huệ mạng cho họ, cuối cùng là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Vì họ không gặp Phật Pháp được lúc còn trẻ, mà tới tuổi già họ mới gặp Phật Pháp. Như vậy thì phải cần bổ túc cho cái người già này. Vì sao những đức nuôi người già mà những đức khung các cụ già cứng như vậy? Nếu như những đức không khung thì không kịp thời gian cho các cụ. Không khung thì không kịp thời gian. Thí dụ như người trẻ quý vị còn có thời gian, còn người già này như ngọn đèn treo trước gió. Nếu như quý vị không quyết định cho họ thì họ không có cửa quyết định được đâu. Nên có nhiều người nói rằng thôi mình nuôi thì tùy duyên đi, chứ làm gì mà không cho xài điện thoại, không cho giữ tiền, không cho về nhà, không cho để đồ ăn trong phòng, sao cứng quá như vậy, tội nghiệp các cụ. Nhưng đức nói thôi kệ vị, hiểu không hiểu thôi kệ vị, tôi đang làm việc này tôi hiểu nên làm như thế nào. Thì quý vị biết rằng ngày qua ngày 4-5 năm như vậy, nên nhờ như vậy mà các cụ trong chùa mình mới có kết quả rõ ràng không? Nếu như không có một người mạnh dạn đứng ra mà bị người ta nói này nói kia mà dao động tâm mà không làm việc này, làm sao giúp các cụ đây? Những đứa cũng bị người ta nói quá trời luôn. Tại vì sao? Vì ông thầy này ông nuôi các cụ mà ông ác quá, không cho mấy bà uống thuốc, không cho đi về nhà, nhớ con cháu không cho về. Đó. Rồi con cháu đem đồ ăn đến là gom hết, ông đem về phòng ông ăn mình. Nên từ nơi đó ai muốn nói gì nói đi, miễn tôi giúp được bà già thôi à, miễn tôi giúp được bà cụ già thôi à. Còn cái chuyện chúng sanh ai muốn nói gì ta nói kệ người ta, mình cứ làm cái chuyện của mình cho tốt là được rồi. Nói quý vị coi 4-5 năm nay mấy bà già trong chùa mình mới được rèn luyện gì đó, thành một mô hình luôn, quý vị coi rõ không? Nếu như những đức mà để thí để đại thì mấy bà già này đâu có cơ tương lai gì đâu quý vị. Rồi bà cầm điện thoại bà nghe bà gọi tối ngày, sao bà có kết quả đây đó. Nên những đức nói trong chùa mình cái sức độ sanh nó mạnh cực kỳ. Mẹ cha thì độ con, mà con thì độ cha mẹ, anh em độ người thân, quý vị coi đó. Vì sao? Vì cha mẹ ở trong chùa tu thì con cái nhất định phải vô thăm. Còn con cái ở trong chùa tu không về thì cha mẹ phải vô thăm. Mà vô chùa thăm thì có cơ hội nghe được pháp. Nếu như mà cầm điện thoại gọi về thăm lên ở nhà thì nhà không vô. Nên không gọi về, nên ở nhà người ta có một câu nói rằng không biết tu mà tu cái gì đâu mà không thấy về, không thấy tin tức gì, dân để tôi vô tôi coi có cái gì trong đó. Vịnh, thấy không? Rõ ràng không? Còn nếu như gọi thăm tới lui là họ không gì, họ biết mình rồi, biết khỏe rồi, hỏi han gì hỏi hết thì vô làm chi, đúng không? Nên cái nguyên lý mà không cho nghe điện thoại đúng là cực kỳ lợi ích. Những đức nói với quý vị mà vô đây cộng tu nghe, quý vị mà tu an lạc, bây giờ nói con tu 1 tháng thầy ơi, thì phải buông cái điện thoại, là từ ở nhà nói với chồng, nói với con, nói với gia đình là tôi vô đó tu, tôi không dùng điện thoại, nhà chùa tịch thu rồi, bây giờ cho tôi đi, tôi vô đó 2 tháng nghe, 1 tháng nghe,
rồi vô đây giao điện thoại một cái rụp, ở nhà có chết sạch chứ chen cũng không quan tâm tới nữa, một tháng này nữa làm đi thì quý vị tu an lạc liền. Bây giờ có chết sạch tới nhà, bây giờ quý vị cũng không biết trong tháng này nữa thì quý vị cứ tu đi, rồi tức khắc một tháng quý vị tu có kết quả à. Thọ mạng đến thì nó chết thôi, quý vị ở nhà nó cũng chết à, hiểu không? Nên từ nó đã quyết tâm vô đây tu rồi, một tháng là quyết định xả điện thoại một tháng, không cần nghe gọi, không biết được cái gì ở nhà nữa chứ, thì tu đường thang. Còn nếu như trong một tháng đó mà lâu lâu chạy vào phòng đăng ký mượn điện thoại là một tuần sau đi về, ở nhà bắt đầu báo tin này tin kia cho là thôi vô gặp thầy ơi, con định tu một tháng nhưng mà con gia đình có chuyện thầy ơi, con vừa mượn điện thoại điện về nhà nói có chuyện này chuyện kia cặn con, thôi để con về đi rồi nếu con sắp xếp được thì con vô, rồi về rồi có cửa vô mới sợ đó. Trời kinh nghiệm quá trời luôn mà quý vị ơi à, nên ở đây mà không có những đức mà quyết định một số việc cho nó mạnh, cực kỳ mạnh, thì những người vô đây thường trụ và cộng tu đố mà quý vị mà tu được an lạc á. À, nội mà trong phòng mà chừng 6 cái điện thoại mà 6 người á, quý vị cũng bỏ ngủ luôn. Tại vì sao? Đi tu viền cái cầm điện thoại lên thấy cụ gọi nhỡ phải không? Bắt đầu gọi lại. Con gì con? Gọi cho mẹ có gì không? Cái gì? Cháu bệnh hả? Trời ơi tội nghiệp nhỏ ghê, nó có chở đi chích thuốc gì chưa? Sao rồi? À, con đi con lo chích thuốc đi nghe. Để 2 tiếng sau mẹ gọi lại nghe con. Bắt đầu tiếp tục cái 2 tiếng đó không niệm Phật gì, niệm đứa cháu không, rồi cái ăn không ngon ngủ không yên. Bắt đầu 2 tiếng sau gọi lại, con sao rồi cháu bà, cháu của mẹ sao rồi con, sao giảng sanh. Mày có thấy chưa? Nên từ nơi đó mà cái việc mà ngăn chặn những cái việc mà đường dây tới lui là làm nó thành công. Nó nên đã quyết tâm đi tu rồi là phải như vậy đó. Quý vị biết rằng những đức vui vô cùng khi không xài điện thoại luôn, trong khi lo cho một đạo tràng lớn, 2 đạo tràng, 3 đạo tràng, 4 đạo tràng, vậy mà không xài điện thoại đó sung sướng đừng có nói nữa. Nếu như những đức mà xài điện thoại thì một ngày không biết những đức nghe bao nhiêu cuộc điện thoại mà nói. Trời ơi giảng thì giảng rồi hết trơn rồi, vậy mà phải gọi phải hỏi hỏi tùm lum. Trời ơi mà con người nó đã nghi rồi nó hỏi chốc cu hủ luôn, nó cũng không yên cho mình, hỏi hoài nó chịu niệm Phật, nó chỉ chịu niệm Phật là giải quyết xong, mà hỏi hoài sao được. Mà trong những buổi giảng là giảng hết trơn rồi đó, tất cả cái khổ gì trong cuộc đời thì chỉ cần chân thật niệm Phật là giải quyết được, vậy mà cũng đi hỏi hoài vậy đó, hỏi hoài mà không niệm Phật là hỏi hoài. Nên mình mà cầm điện thoại đi rồi quý vị sẽ thấy trời ơi hết tu hành gì được luôn. Nó như bà cụ Sáu đó đi, thấy chưa, một đời con người đi qua người ta đi như vậy đó, thấy chưa, an tường tự tại đi làm một tấm gương đó. Thôi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật rất là đông quý Phật tử về khắp nơi nơi. À, thêm có cái lớp đạo làm con các cháu nhỏ bây giờ về đây mỗi tuần chủ nhật cũng hình thành cái đạo tràng niệm Phật các cháu nhỏ đặc biệt vô cùng. Nên từ khi còn nhỏ mà gieo được cái thiện duyên này hay quá. Nên chùa chúng ta về đông vì cùng tu, cộng tu ngày chủ nhật. Nhờ cái quay lực của đại chúng mà chúng ta có thể cầu an cho người thân mình. Chùa mình thì không có ghi cầu an cầu siêu, nhưng khi chúng ta tu hành thì nhất định sẽ có công đức phước báo là chắc chắn. Thì phải nhớ rằng nếu như chúng ta đọc cho một người nào đó vì cái tên hồi hướng mà mới có phước báo, vậy thì nó không đúng. Tại vì khi cái tâm người ta tạo phước, cái tâm người ta làm thiện thì tức khắc nó sanh phước. Giống như mình đi bố thí cúng dường, mình không nhất thiết là có người chứng minh cho mình. Chỉ cần mình phát tâm thật sự mình cúng dường thì Phật Bồ Tát chứng minh. Chỗ Phật Bồ Tát chứng minh còn đặc biệt hơn nhiều. Từ nơi đó mà chùa của mình khi hồi hướng là hồi hướng chung hết tất cả. Mà khi cái công đức phước duyên mà mình mang cái tâm mà dính mắc thì nó nhỏ lắm. Còn nếu như mình niệm niệm gì người để mình rải cho tặng hư không khắp pháp giới thì đó gọi là công đức thù thắng. Nên chúng ta hồi hướng công đức
để cầu an cho trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng hiện diện của Ngài có mặt ngày hôm nay và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi trên toàn thế giới, và hồi hướng cho gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc. Nhờ cái công đức này mà từ từ tiêu cái nghiệp chướng, họ phát tâm tu hành niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát, hay những người chết trong trận dịch bệnh Covid mà khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta tu hành nguyện hồi hướng công đức cho tất cả chư hương linh chết chưa được siêu thoát đó. Và nhờ cái công đức hồi hướng này mà quý vị có thể nương một bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, buông xuống tất cả những cái tâm hận thù đòi nợ, hay tất cả chư hương linh thai nhi vì nghiệp khóa thai, lỡ cha mẹ lúc trước chưa hiểu đạo đã từng mang nghiệp phá thai để giết các con, bây giờ các con mang cái tâm hận thù theo đòi nợ, nếu cứ mãi mãi theo đòi nợ như vậy thì quan gia cứ buộc chặt, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta đọa lạc không có ngày được giải thoát. Nên hôm nay nghe được bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, nghe được Phật pháp, Đức Phật dạy mình quan gia nên giải không nên kết, nên phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương một bổ nguyện để sanh cực lạc, về cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim thế nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết từ không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, từ giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngũ tình chung ngã kim ti nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngã đăng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung ngã kim ti nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lục lắng ta bà ha, án một lục lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những con chim này hôm nay được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Chúng ta bỏ tịnh tài có phóng sanh, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên phóng sanh là cái công đức rất là lớn. Vì tất cả chúng ta ai cũng muốn sống và ai cũng sợ chết, thì tất cả những con vật nó cũng muốn sống và sợ chết. Khi nó bị nhốt như vậy mà chúng ta thả nó ra thì giống như mình ở tù, mà ai thả mình cảm ơn dữ lắm. Nên Phật nói rằng cái công đức phóng sanh là tròn cái tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên chúng ta là hàng Phật tử nghe được đạo nên phát tâm từ bi, biết ăn chay và biết phóng sanh, biết thương tất cả muôn loài, dù một con ruồi, một con muỗi, một con kiến chúng ta cũng không giết. Nên tất cả các cháu nhỏ về đây, các con từ khi còn nhỏ đã biết làm lễ phóng sanh nè. Nên một con ruồi, một con muỗi, một con kiến cũng không dám giết. Vậy thì tức khắc các cháu sau này cái tâm từ bi khi phát lên, mà khi cái tâm từ bi của các cháu nó phát lên thì nó hiếu với cha mẹ. Tại vì đứa nít mà nó có tâm từ bi thì hiếu với cha mẹ là chắc chắn. Nên tất cả các cháu mà về đây được niệm Phật, nghe pháp rồi được phóng sanh, ví dụ những có những cháu sau này nó hỗn ẩu cha mẹ, bất hiếu cha mẹ, hoặc là có những đứa nó bệnh đau èo ọt khó nuôi, nhưng nhờ đi về đây tu hành nghe pháp niệm Phật mà nó chuyển cái nghiệp các cháu từ từ, rồi tự nhiên cuộc đời các cháu nó được tốt đẹp. Nhưng người lớn chúng ta tu mà còn có thể được chuyển hóa nghiệp chướng, vậy thì tất cả các cháu còn chuyển hóa mau hơn chúng ta nhiều. Nên là chúng ta về đây tu hành lợi ích rất là lớn. Nên dự cái chương trình phóng sanh này là trưởng dưỡng lòng từ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay và niệm Phật lớn lên để chúng ta vui vẻ hoan hỷ thả chim nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời tất cả đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.